Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu tuần để cùng phân tích đánh giá lại tất cả những cái kịch bản về thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê sẽ view lại tổng quan các cái nhóm ngành và sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ có một vài dự báo về xu hướng thị trường trong tuần tới. Thế thì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê đã ra một cái bản tin video số 98. Như vậy là chúng ta đã có 98 bản tin phân tích và định lượng thị trường chứng khoán Việt Nam, tức là một tuần chúng ta có 4 bản tin. Như vậy là cái dòng thời gian của Hùng Lê ở trên kênh YouTube nó cũng đã khá là dài. Và hiện tại thì kênh của chúng ta cũng đã có hơn 6.000 anh chị em là cộng đồng nhà đầu tư thường xuyên theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê, và những cái bản tin thì cũng đã đạt được một cái lượng view tương đối là lớn, khoảng tầm độ 9.000 lượt xem. Như vậy là và cái lượt like là như bản tin này là đạt 343 like trên 5 dislike đó. Và cái nội dung chính trong cái bản tin phân tích tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 4 đó là Hùng Lê khuyến nghị tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ canh chốt, bởi vì những cái điểm hỗ trợ, những cái điểm hỗ trợ tí nữa thì Hùng sẽ nói vào chi tiết từng cổ phiếu. Những cái điểm hỗ trợ tốt nhất của cổ phiếu và những cái điểm mua tốt nhất thì đã đi qua, và trong tuần vừa rồi là một cái tuần mà tất cả các cái mã cổ phiếu của chúng ta đã đạt những cái vị thế rất là tuyệt vời đó, và gần như các cái target của chúng ta phân tích thì nó đã về đến cái tọa độ của chúng ta, thậm chí là có nhiều mã cổ phiếu còn vượt cái kỳ vọng của Hùng Lê. Và đây là một số các cái mã cổ phiếu tiêu điểm của tuần, ví dụ như là Mansan, ví dụ như BVH, ví dụ như BID, ví dụ như SHB, VRE, AMD, thì trong tuần vừa rồi đã có những cái mức tăng hết sức là ấn tượng và rất là tốt. Bản thân khi mà bản tin video số 98 ra thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về mặt chỉ số Dow Jones 30 đó, và chúng ta sẽ cùng view lại cái chỉ số này. Đó là chỉ số này đang có những cái việc test lại khoảng vùng 20.500 điểm và đang có xu hướng đánh chạm vùng 24.000 điểm, và mạnh hơn sẽ là khoảng vùng 25.000 điểm của chỉ số Dow Jones Future. Và chỉ số Dow Jones 30 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là những cái đường đi của ông Lê vẽ ra đây nó cũng khá là chuẩn xác về những cái điểm tăng và những cái điểm hỗ trợ. Các anh chị nhìn thấy khi mà Dow Jones đã có những cái điểm tăng lên đây thì Hùng Lê dự kiến là có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 20.000, ở chỗ này là vùng bao nhiêu ấy? Chỗ này khoảng tầm vùng 20.500 điểm, và từ 2.500 điểm này thì sẽ có những cái nhịp phục hồi đánh chạm lại vùng 22.500 điểm, break được vùng 22.500 điểm thì chỉ số Dow Jones sẽ đi về vùng 25 nghìn điểm đó. Thì đấy là những cái yếu tố hỗ trợ về mặt vĩ mô về thị trường chứng khoán Mỹ, và chúng ta cũng nhìn thấy các cái chỉ số về chứng khoán của Hang Seng cũng đang có những cái sự phục hồi và đang xu hướng chạm 25 nghìn điểm này. Chỉ số Nikkei 25 đang có xu hướng chạm lại vùng ở đây, tức là cái vùng, tức là đánh lại vùng đây khoảng vùng 19.500 này, chỉ số Shanghai ở khoảng 2.800 này, 2.900 đấy. Thì một số các cái chỉ báo kỹ thuật về thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á đã có những cái dấu hiệu hết sức là tích cực ở trong tuần vừa qua. Và trong cái bản tin tuần vừa qua thì Hùng Lê đã có những cái dự báo về việc, ok, Hùng Lê sẽ đánh dấu lại cái bản tin vào ngày mùng 3. Chúng ta phải đánh dấu lại cái chỗ này để chúng ta đây đó, cái chỗ xanh xanh này chính là cái phiên kết tuần vừa qua. Thì bản thân khi VN Index kết tuần thì Hùng Lê đã có những cái dự báo rằng VN Index có thể test lại ở vùng 650 điểm tích lũy, xin lỗi cả nhà, vùng 680 điểm để tích lũy cung cầu tại đây, và sau đó thì VN Index sẽ có xu hướng đánh chạm về vùng 750 điểm. Và trên thực tế trong tuần thì VN không có một nhịp test phiên ngày thứ hai, và tất cả những phiên trong tuần thì đã đẩy VN Index của chúng ta về 750 điểm. Đó là cái đích đến của thị trường. Và trên thực tế thì VN Index của chúng ta đã đóng cửa 757 điểm, tức là cao hơn khoảng 7 điểm so với dự báo của Hùng Lê ở vùng 750 điểm. Như vậy là rất là tích cực về thị trường. Còn đối với hợp đồng VN30F1M thì Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo rằng là sẽ có những cái điểm kéo cung, sẽ có những cái điểm kéo lên, mà thực tế là cái điểm kéo này đã vượt kỳ vọng. Đâu đó ở trong cái bản tin tuần trước Hùng Lê chỉ có kỳ vọng kéo lên ở khoảng vùng 650 điểm, 650 điểm, 650 điểm, và sau đó sẽ có những cái điểm test chỉnh. Nhưng trên thực tế là chỉ số VN30F1M đã có một cái tuần long rất là mạnh ở đây.
Và chỉ số VN30, VN30 thì chúng ta đã có những cái phân tích định lượng về việc là chỉ số này có thể chạm lại vùng 680, và trên thực tế thì trong tuần vừa rồi chỉ số này đã chạm vùng 680 và đang đóng cửa ở đâu đó khoảng vùng 695 điểm, tức là cao hơn cái mức dự kiến của vùng lên khoảng tầm 10 15 điểm. Và tí nữa thì chúng ta sẽ phân tích kịch bản của tuần tới. Thì đấy là những cái view ở trong tuần vừa qua. Và một số các anh chị có comment ở trên cái bản tin dòng thời gian là có xin vào team, xin vào team. Thì hiện tại Hùng Lê có hai team các anh chị nhé, có một cái team T0 ở đây, tức là cái team mà hiện tại Hùng đang mở, và cái team này thì Hùng không hỗ trợ trực tuyến, nhưng mà có những cái bản tin phân tích tuần thì Hùng Lê có up lên đây. Và cái team này thì Hùng Lê không có cần điều kiện các gì cả, các anh chị có thể vào theo cái đường link của Hùng Lê đây để các anh chị tham gia team. Còn Hùng Lê có một cái team thứ hai, đó là team về VPS CSNO01. Thì trên cái team này chính là cái team hỗ trợ chuyên chuyên sâu của Hùng Lê. Team hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê, chính vì vậy trên team này thì tất cả những cái cập nhật về thị trường chứng khoán, tất cả những cái cập nhật về các cái mã cổ phiếu, về tình hình thị trường và thời gian thực đó, thì Hùng Lê đều đều up lên đây trong cái trong trong cái khung giao dịch thời gian về 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 quá trình giao dịch, về cập nhật về tất cả các cái mã cổ phiếu thì nó nằm hết ở trên này. Thì cái team này của Hùng Lê là cần có điều kiện phải là những tài khoản mở tại công ty chứng khoán VPS và thuộc team của Hùng Lê, ID quản lý của Hùng Lê quản lý, thì Hùng Lê mới hỗ trợ các anh chị vào team và hỗ trợ trực tiếp, và hỗ trợ trực tiếp tức là các anh chị có thể chat trực tiếp với Hùng Lê để chúng ta tương tác một một trong cái quá trình mà thị trường giao dịch, tức là khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ 3 phút và từ 1 giờ đến 2 giờ 45 phút. Thì đấy là cái khung thời gian giao dịch thì Hùng Lê sẽ hỗ trợ trực tiếp các anh chị, và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng rất là chuyên sâu về mặt thị trường, về mặt cổ phiếu đó, và về mặt gọi là định hướng về những cái hướng đi của thị trường. Thì tất cả những cái này thì nó sẽ nằm ở trên team, và một tuần thì nó cũng có sẽ có rất là nhiều các cái phân tích về định hướng đó, về định hướng về thị trường đó, về định hướng về cổ phiếu, và các cái mã cổ phiếu thì chạm target rồi thì dự chỉnh về đâu đó. Thì Hùng Lê đã có những cái phân tích cực kỳ chi tiết ở trên room này. Thì room này là room không phải là room miễn phí, và room này thì sẽ phải cần có những cái điều kiện nhất định như vậy. Ok, thì đấy là Hùng vừa view lại một số các cái yếu tố, một số các cái kịch bản trong tuần vừa qua. Thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua là một tuần rất thành công của team Hùng Lê, bởi vì tất cả những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích, cả cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích định lượng cũng như khuyến nghị các anh chị đầu tư, thì chúng ta đã có một cái tuần tăng điểm rất là đẹp, và gần như tất cả các mã cổ phiếu Hùng Lê phân tích thì đã đạt target. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng view lại toàn bộ những cái mã cổ phiếu đó. Vic, trong một cái kịch bản phân tích sóng lên, đây các anh chị nhìn thấy nha, trong một kịch bản phân tích sóng xuống thì các anh chị nhìn thấy những cái mũi tên đỏ đi xuống, và trong những cái kịch bản phân tích sóng lên thì các anh chị lại nhìn thấy những cái mũi tên xanh đi lên. Thì bản thân Vic là Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng từ khoảng vùng giá 70, nhịp hồi đầu tiên sẽ chạm vùng 90, sẽ có những cái nhịp chỉnh lại đâu đó khoảng quanh vùng giá 80 không gãy, ở đây các anh chị nhé, 80 không gãy thì Vic sẽ chạm cái target 100, và cái target 100 gần như là cái target cuối cùng Hùng Lê đang phân tích định lượng ở trong cái bản tin tuần vừa qua. Thì khi chạm về 100 thì VIX sẽ có những cái xu hướng. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói đến đây là chạm 100, tức là kết thúc cái nhịp mà Hùng Lê phân tích. Thì VIX sẽ có xu hướng đánh đạp lại vùng. Đạp lại vùng thì Hùng Lê đang dự kiến cái vùng mà VIX có thể đạp lại đó là khoảng vùng 90 đến vùng 92. Vùng 90 đến vùng 92, ở cái vùng này mà cổ phiếu VIX không bị gãy, khả năng thì chỉ theo như những cái định lượng của Hùng Lê thì nó chỉ về khoảng vùng 92 thôi. Những cái vùng 92 không bị gãy, và những cái phiên cầu nó lại xuất hiện lại khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu một phiên và có những cái điểm hút lên, thì VIX sẽ có xu hướng đánh lại về vùng 100, và khi về đến vùng 100 thì trong nhịp này thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng là VIX sẽ đánh break vùng 100 để đi về vùng 110. Đấy là những cái dự báo sớm của Hùng Lê về mã về VIX, tức là VIX sẽ chỉnh lại về quanh đây, sẽ chỉnh lại về quanh cái vùng ở đây là vùng khoảng vùng 90 đến vùng 92, các anh chị lưu ý đối với VIX. Vinhome thì Hùng Lê cũng đã có những cái nhịp phân tích từ vùng 55, và target đầu tiên của Vinhome đó là vùng 70. Thì trong tuần vừa rồi Vinhome của chúng ta cũng đã hoàn thành cái target Hùng Lê phân tích ở đây là 70. Và thường khi những cái mã cổ phiếu mà hoàn thành cái target Hùng Lê phân tích thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng trả lại cung, và Hùng Lê luôn tìm những cái điểm hỗ trợ về trả lại cung ở đây. Thì hiện tại là Hùng đánh giá rằng Vinhome có thể chỉnh lại
về vùng 65.5 đến vùng 66. Đây là cái vùng mà Vinhome sẽ trả cung lại đây. Những cái phiên trả cung hai phiên cuối tuần hiện tại đang rất là đẹp đối với Vinhome. Sau một phiên đánh mạnh thì Vinhome sẽ chạm về đây. Chạm về đây không bị gãy, không gãy vùng 65.5, Vinhome sẽ tích lũy lại đây 1 đến 2 phiên và sẽ có những phiên kéo trả lại về vùng 80. Đây là cái kỳ vọng của Hùng Lê về Vinhome ở trong nhịp đánh này ở vùng 80. Thì các anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu Vinhome thì các anh chị tuần tới các anh chị quan sát ở cho Hùng Lê ở khoảng vùng 65.5. Đây là những cái vùng giá mục tiêu rất là đẹp cho một cái nhịp đánh lên vùng 80. Ở cổ phiếu VRE, nói đến VRE thì bây giờ rất nhiều những anh chị mới hỏi Hùng là bây giờ làm thế nào, không mua được những cái vùng thấp thì làm thế nào. Thì đây cũng là một cái biểu đồ phân tích sóng xuống của VRE từ vùng 32. Các anh chị xem lại những bản tin của Hùng Lê từ những ngày 17 tháng 2, Hùng Lê đã có phân tích sóng xuống khi VRE mất vùng 32 và cái điểm dò tìm mục tiêu của Hùng Lê ở vùng giá 17.5 đến vùng 19. Và điểm mua Hùng Lê khuyến nghị các anh chị mua gom 18.5. Và trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị mở điểm mua hết đối với mã cổ phiếu VRE. Khi VRE vượt vùng 20.5 với vốn đạt khoảng tầm trên 3 triệu cổ phiếu. Đây. Bản thân Hùng Lê phải khi mà Hùng Lê phân tích thì Hùng Lê phải có những cái dẫn chứng để cho các anh chị để các anh chị biết được là gần như là Hùng Lê không có nói sau, tại vì là các anh chị vì một tuần các anh chị mới có được một cái bản tin. Chính vì vậy nên là các anh chị sẽ mới có một cái bản tin, chính vì vậy nên là những cái phân tích của Hùng Lê những cái phân tích của Hùng Lê nó sẽ nó sẽ như thế nào nhỉ, nó sẽ sau một tí so với những cái mà các anh chị đây các anh chị nhá, cách đây 4 ngày này, cách đây 4 ngày, đây là 4 ngày nhá. Hiện tại VRE chưa chạy và vùng phân tích 18.5 thì đang vượt cạn mốc 20.5. Và tín hiệu của VRE đang đẹp và chỉ có điều là nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng em này và thanh khoản đang ở mức thấp nên nó chưa nhổ mông lên được, nói hơi dân dã một tí. Và lực cầu đạt khoảng tầm 3.5 cổ phiếu và break nền 20.5 thì chúng ta mở điểm mua hết đối với VRE sau điểm gom vị thế ở vùng 18.5. Tức là cách đây 4 ngày, khi đó thì Hùng Lê đã có những cái tín hiệu để cho các anh chị. Và đây, VRE nhập cuộc và điểm mua hết đã xuất hiện trong phiên ngày hôm nay. Cách đây 4 ngày Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị mở điểm mua hết đối với VRE. Thì đến bây giờ Hùng Lê phân tích ở bản tin cuối tuần thì rất nhiều anh chị là không có được cái thông tin của VRE 4 ngày trước, thì các anh chị mới bảo là ông này bây giờ ông ấy break vùng 20.5 rồi thì ông mới nói, nhưng trên thực tế là đấy là những cái giá trị mà Hùng Lê mang lại cho tất cả những anh chị mà đã về team của Hùng Lê. Thì cách đây 4 ngày các anh chị lùi lại hộ Hùng Lê 4 ngày thì đâu đó ở phiên này là cái phiên mà VRE đã mùng 6 tháng 4 vượt cạn thành công vùng giá 20.5, và cầu đạt trên 3 triệu cổ phiếu. Thì đây chính là điểm mua hết của Hùng Lê và chúng ta đang chờ một cái target đầu tiên của VRE ở khoảng vùng giá 25 và mạnh hơn, sau khi vùng 25 thì sẽ là vùng 28 cộng. Và trong cái nhịp đánh này thậm chí là VRE sẽ đánh vượt vùng 28, thậm chí là đi về vùng 3x, bởi vì với những cái tín hiệu hiện tại của cổ phiếu VRE thì Hùng đánh giá rất là đẹp. Và bản thân thì trong cái bản tin phân tích tuần thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị mua cổ phiếu VRE. Các anh chị cứ xem lại trong bản tin video số 97 đến video số 98. Đó, các anh chị lưu ý. SAB thì nó chỉ mang cái tính chất để kéo nhịp thị trường thôi, chứ còn bản thân Hùng Lê không khuyến khích chúng ta đầu tư, mà chúng ta phải phân tích để chúng ta biết được những cái đường đi nước bước của cổ phiếu này. SAB, đây, những cái phân tích của Hùng Lê từ vùng giá 120 sẽ hồi lên
Maximum sẽ chạm vùng 150 ở trong cái nhịp đánh này, và trên thực tế thì SAB cũng đã chạm khoảng vùng 147.6 gần đến cái target này. Và khi chạm về vùng 150 thì SAB sẽ chỉnh giảm một nhịp ở đây trước khi mà hình thành một kéo một cái nhịp tăng tiếp theo, có thể kéo chạm về vùng 180. Thì đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê chỉ phân tích chứ không khuyến nghị chúng ta đầu tư. Vinamilk cũng là một trong những mã cổ phiếu tiêu điểm của team, và Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích đánh giá định lượng cho các anh chị về việc là Vinamilk đã có những cái đã có những cái lực tăng rất là tốt từ vùng khuyến nghị ở đây là khoảng vùng giá 84, và sau đó thì sẽ có những cái điểm từ vùng 84-85 và sẽ đánh chạm cái target đầu tiên của Lê phân tích ở vùng 95.5. Từ 95.5 này sẽ chỉnh chạm lại, không gãy vùng 90 ở đây, và từ 90 thì sẽ đánh chạm vùng 100. Và trong tuần vừa rồi thì chính thức là Vinamilk đã chạm vùng 100 trên cái target mà Lê phân tích. Thì khi chạm vùng 100 rồi thì thường là như thế nào, cổ phiếu nó sẽ chỉnh lại. Và Hùng Lê dự báo rằng là Vinamilk sẽ chỉnh lại quanh vùng 96.5, ở vùng 96.5 đến vùng 96 ở đây. Và từ đây thì cổ phiếu sẽ có những cái lực cầu hút trở lại và sẽ đánh nhịp này sẽ đánh về chạm vùng 105 đến khoảng vùng 110. Thì đấy là kỳ vọng của Hùng Lê. Và Vinamilk thì vẫn là một cái trụ rất là đẹp ở trong cái thời điểm hiện tại đối với quan điểm và với những góc nhìn của Hùng Lê. Thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng một cái target tiếp theo của Vinamilk ở khoảng vùng 105 đến vùng 110. Thì các anh chị, tùy các anh chị mà chúng ta có thể cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro để chúng ta có những cái quyết định trong cái tài khoản của mình. VJC, bản thân VJC là một trong những cái mã cổ phiếu của ngành giao thông vận tải và hiện tại đang chịu những cái tác động hết sức là tiêu cực về dịch cúm nCoV, bởi vì gần như tất cả các chuyến bay quốc tế đều đã bị dừng lại. Và các chuyến bay nội địa thì trong một tuần thì chúng ta trong một ngày thì đâu đó chỉ có 1-2 chuyến các chuyến bay nội địa. Vậy thì VJC đang phải chịu những cái khó khăn nào, ví dụ như là lãi vay, đúng không ạ? Tất cả các doanh nghiệp đang phải vay ngân hàng rất là nhiều. Thứ hai là chi phí để trả cho cán bộ công nhân viên trong khi mà nghỉ việc, rồi chi phí thuê tàu bay, đúng không ạ? Rồi chi phí thuê phi công, rồi các cái chi phí bảo dưỡng vận hành máy bay, vân vân và vân vân. Thì đấy là những cái khó khăn đang chồng chất khó khăn về mặt cơ bản. Còn về mặt kỹ thuật thì Hùng Lê đã có một cái phân tích chỉnh giảm của VDC từ vùng 140 về vùng 90. Và sau đó thì Hùng Lê đã có một cái vùng tích lũy 95 đến vùng 100 trong các cái bản tin phân tích tuần. Và chỉ cần VDC break nền 100 thì Hùng Lê dự báo, những cái dự báo của Hùng Lê là đánh chạm khoảng vùng 107 đến vùng 110, sau đó sẽ có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Và trên thực tế thì trong tuần thì VDC đã đánh chạm về vùng 110. Thì sang tuần mới VDC sẽ có những cái điểm trả cung về khoảng quanh vùng 105. Các anh chị lưu ý, sẽ trả cung về quanh vùng 105. Trả cung về 105 và sau đó thì cái lực cầu có thể hút trở lại. Và trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê kỳ vọng VDC sẽ đánh chạm vùng 120. Bản thân là doanh nghiệp đang gặp những khó khăn, nhưng mà về tín hiệu kỹ thuật thì có thể lướt sóng, tức là nó sẽ đánh được khoảng tầm độ T3 đến T4. Đó, T3 đến T4 hoặc thậm chí là trong một tuần. Thì trong một tuần đó thì nó cũng chưa có nhiều các cái ảnh hưởng đến yếu tố kinh doanh của doanh nghiệp. Đó. Còn về trend của trung và dài hạn của VDC thì Hùng Lê chưa nói, nhưng trong một cái trend hồi phục kỹ thuật thì Hùng Lê kỳ vọng ở nhịp này VDC sẽ đánh chạm từ vùng 95 đến vùng 100 và sau đó sẽ đi về vùng 120. Và Hùng phân tích luôn mã cổ phiếu HVN, cũng là một cái mã cổ phiếu của ngành hàng không. Thì bản thân là chúng ta cũng có thể thấy được là Hùng Lê có xem một cái phóng sự thì những cái dự báo nếu như dịch bệnh còn kéo dài thì trong năm nay HVN sẽ bị thất thu khoảng tầm độ 50.000 tỷ. Đấy là một con số cực kỳ lớn, 50.000 tỷ. Các anh chị phải biết một cái con số cực kỳ lớn của hãng hàng không Vietnam Airlines bị thất thu, và một cái mức dự báo lỗ kép khoảng đâu đó nếu như dịch bệnh còn kéo dài và không sớm được hồi phục thì đâu đó một cái mức lỗ khoảng tầm âm 20.000 tỷ. Thì đấy là những cái con số mà chúng ta thấy rằng là cực kỳ khốc liệt của các hãng hàng không đang phải đối mặt. Tuy nhiên, trên về góc độ kỹ thuật thì Hùng Lê đang nhìn thấy rằng dòng tiền đầu cơ đang bắt đầu bắt đáy. Và tại vì sao lại bắt đáy HVN thì các anh chị nhìn thấy đây. Từ lúc cổ phiếu HVN lên sàn, đúng không ạ, thì cái điểm thấp nhất của HVN ở vùng giá 20. Thì khi mà cổ phiếu rơi về vùng này thì rất nhiều những nhà đầu tư bắt đầu bắt đáy.
thì cái lực bắt đáy này nó có thể đến ở một cái góc độ là gì? Đầu tư trung và dài hạn cho HVN khoảng 3 đến 5 năm tới. Đó, thì những cái tư duy đó, tư duy của những con người là sẽ mua HVN trong 3 đến 5 năm tới, thì bắt đầu các anh chị nhìn thấy ở đây dòng tiền bắt đầu bắt lại HVN, khi HVN chạm lại vùng 20 thì đấy là những cái dòng tiền không phải là dòng tiền lướt sóng, mà dòng tiền để hướng đến khi dịch bệnh của chúng ta kết thúc và kết quả kinh doanh của HVN sẽ hồi phục dần, có thể sẽ không phải là ở hết năm nay mà phải là năm 2021 chúng ta mới bán HVN. Thì đấy là những cái phân tích định hướng sớm của nhiều nhà đầu tư. Chính vì vậy nên tại vì sao mà chúng ta nhìn thấy là ở trong một cái bối cảnh là doanh nghiệp đang gặp khó khăn như vậy, nhưng cái lực bắt của dòng tiền nó vẫn lớn. Đó, anh chị phải có những cái tư duy định hướng như vậy, và cái lực bắt này nó là cho những nhà đầu tư trung và dài hạn. Người ta đã bắt đầu gom lại HVN ở vùng này, ở cái vùng gom mà rất là đẹp ở đây, đó là từ khoảng vùng giá 18 đến vùng giá 20. Đó là những cái vùng hỗ trợ, và nhiều nhà đầu tư đã toan tính cái tọa độ này, chính là cái tọa độ mà chúng ta sẽ gom HVN cho 3 đến 5 năm tới, ví dụ như vậy. Thì cái lực tiền đầu cơ này nó sẽ kéo HVN, nhịp này sẽ chạm lại vùng 25. Và bản thân thì HVN thì ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng đã có đâu đó có những cái khuyến nghị các anh chị có thể mua, và từ vùng 25 này thì HVN sẽ trả cung. Trả cung ở đây thì Hùng Lê sẽ có những cái điểm sẽ phân tích sau, bởi vì là Hùng Lê sẽ chờ một cái target mà HVN có kéo chạm được vùng 25 hay không, và khi kéo chạm được vùng 25 thì chúng ta sẽ có những cái điểm trả cung thì Hùng sẽ phân tích tiếp theo. Và một số các anh chị có hỏi Hùng là hôm có mua được HVN không, thì Hùng bảo hôm nay có thể mua được. HVN tín hiệu kỹ thuật là khá là ok và có thể có những cái nhịp trả cung, thì có thể tham gia HVN trong phiên ngày hôm nay và có thể phòng thêm một cái điểm nhún, tức là mình mua ở cái vùng giá hiện tại nhưng mà phòng thêm một cái điểm khoảng vùng 21.5. Đó, phòng thêm một điểm 21.5 trước khi mà nhịp này thì HVN sẽ kéo lên vùng 25. Thì trong những cái gọi là những cái dòng thời gian thì sẽ có những cái dòng tiền với những cái mục đích khác nhau, và cái mục đích ở đây là gì? HVN đã chạm vùng 18 đến vùng 20 thì đây là một cái vùng hỗ trợ dài, và các nhà đầu tư sẽ tính toán để nắm HVN trong vòng 2 năm tới. Đó, thì Hùng Lê nói sâu hơn một tí về chỗ này để giải đáp cái sự thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư, bảo là đang xấu thế mà sao nhiều người mua thế. Ok, chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu BVH. BVH, ok. Đối với BVH cũng là một cái mã cổ phiếu rất là thành công. Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị từ vùng giá 35 sau một cái chu kỳ phân tích sóng giảm rất là dài ở đây. Các anh chị nào mà đã đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì các anh chị đã có những cái cập nhật từ rất là dài, và sau đó thì Hùng Lê đã tìm một cái vùng hỗ trợ 35, và trên thực tế thì cổ phiếu này đã về đến vùng giá 35, và khi về đến vùng 35 rồi thì BVH Hùng đã có một cái phân tích, một cái nhịp sóng hồi ở đây chạm vùng 45 đến khoảng vùng 46. Thì trên thực tế là BVH đã chạm đến tận vùng 50 trước khi mà chỉnh lại kết tuần. Thì là nếu mà xét về cái bản tin kết tuần ấy, thì nó rất đúng với kịch bản của Hùng Lê, đó là gì ạ? Đó là đóng cửa ở vùng 46 đó, nhưng mà trên thực tế thì đã gần chạm đến vùng 50. Thì khi chạm đến vùng 50, BVH sẽ có những cái xu hướng test trả lại cung. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ dòng tiền đang bị gãy xuống, dòng tiền đang bị gãy xuống, và tín hiệu MACD thì đang có một số các cái tín hiệu bị thu đà tăng, chậm đà tăng ở đây, và một số các chỉ báo khác nữa. Đó, thì BVH sẽ có những cái xu hướng test lại ở khoảng vùng 43 đến 43.5. Vùng này không gãy thì Hùng Lê đang kỳ vọng một cái target tiếp theo của BVH ở trong nhịp đánh này, đó là khoảng vùng giá 55. Khoảng vùng giá 55. Tuy nhiên là để có được 55 thì phải có điều kiện cần và đủ, đấy là vùng 43 đến 43.5 không bị gãy. Anh chị lưu ý như vậy. Tức là muốn thi đại học thì phải đi phải phải đậu tốt nghiệp đã, đúng không? Và đậu tốt nghiệp đã rồi mới thi đại học được. Đấy là những cái điều kiện đi kèm với nhau trong những cái quá trình Hùng Lê phân tích, và Hùng Lê nói rất là dân dã. Man San cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, và Hùng Lê đã có những cái quá trình dài phân tích về Man San. Khi Hùng Lê dò tìm những cái vùng giá mục tiêu của Man San ở quanh vùng 48.5 đến vùng giá 50, và trên thực tế thì cổ phiếu này đã có một vùng tích lũy đi ngang rất là dài, và Hùng Lê đã khuyến nghị và nhấn mạnh
là các anh chị mua 30% vị thế ở vùng 48.5 đi, và chỉ cần một cái tín hiệu khi Mansan break nền 549.5. Khi Mansan thoát nền 49.5 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết để chúng ta đánh. Đây, nếu mà tìm về Mansan thì trên dòng thời gian của Hùng Lê thì nó phải cách đây rất là nhiều ngày rồi, 4 ngày. Đó, Hùng Lê liên tục cập nhật những mã cổ phiếu mạnh. Mansan. Đây anh chị nhé, cách đây 7 ngày đi, sau một bình nguyên sẽ là một chân trời hoặc vực thẳm, giải ngân 30% vị thế ở vùng 48.5 để chúng ta đón đầu một xu thế. Nếu gãy 47 với mỗi gãy 47 thì chúng ta cần phải cắt lỗ 3% này. Nếu như Masan vượt cạn vol 50 với vol lớn hơn 1,5 triệu cổ phiếu thì đây là chân trời mới chúng ta gia tăng tỷ trọng. Và Masan vượt hết được vùng 55 56 thì đóng hết hàng. Đấy, từng bước một rất cụ thể và chi tiết khi các anh chị về để tìm Hồng Lê. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói rất cụ thể chi tiết. Phiên này hôm nay chính là phiên mà Masan thỏa mãn điều kiện để chúng ta mua gia tăng tỷ trọng. Và khi Masan vượt vùng 55 đến 56 ở đây này. Masan vượt 56 lên học thì chúng ta mua hết hàng, và rõ ràng một điều là với xu hướng hiện tại của Masan thì Hùng Lê đang kỳ vọng Mansan test lại ở vùng 55, nhưng mà gần như cái cơ hội để Mansan test lại ở vùng 55 không còn nữa. Đó, không còn nữa. Với những cái tín hiệu hiện tại của Mansan thì khả năng là không có. Và nếu có chăng thì sang tuần thì Mansan chỉ nhún lại ở đâu đó khoảng vùng 60. Đâu đó Mansan chỉ nhún vùng 60, khoảng vùng 58. Vùng 58 khả năng thì có, cùng lắm thì nhún được lại vùng 58. Còn vùng 55 thì khả năng là khó, và nhú lại được vùng 58 thì cái cơ hội để Masan đi tiếp, và cái target tiếp theo của Masan trong những phân tích định lượng của Hùng Lê là vùng 65 và mạnh hơn. Trong nhịp đánh này thì Masan Hùng Lê không phải kỳ vọng ở vùng 65 đâu, mà Hùng Lê sang đang kỳ vọng ở khoảng vùng 75 cơ. Tuy nhiên để lên được 75 thì phải lên được 65 đã, đúng không ạ? Và chúng ta lần lượt chúng ta phân tích từng cái target trong các cái bản tin hàng tuần. Đó, bởi vì là tín hiệu kỹ thuật là chúng ta phải lần lượt như vậy, chúng ta không được vội vàng, đúng không? Vội vàng thì là mọi người lại bảo Hùng Lê nói phép. Bản thân MWG thì Hùng Lê đánh giá rằng là MWG đang khó khăn, chồng chất khó khăn. Nó cũng không khác gì ông cổ phiếu của ngành ngân của gọi là của ngành hàng không cả. Tuy nhiên MWG thì cũng đã có một cái lực rơi tương đối là mạnh, tương đối là mạnh. Và ở đây thì Hùng Lê đang có những cái đánh giá, những cái góc độ đánh giá là gì? MWG đã kéo lên đến vùng 70, đó là cái vùng mà Hùng Lê phân tích dự kiến kỳ vọng. Và về đến vùng này thì MWG sẽ trả cung ở khoảng vùng 66. Ở vùng 66 này MWG không gãy thì MWG sẽ có những cái cơ hội đánh tiếp theo, tức là ở cái thời điểm hiện tại đây thì Hùng Lê đang kỳ vọng là MWG sẽ xây nền ở đây. Và xây nền xong thì sẽ có những cái miếng đánh ở bên này, thì miếng đánh đấy có thành công hay không, hay là nó có ok hay không thì cũng sẽ cần phải phân tích những cái dữ liệu ở vùng 66 và phân tích ở dữ liệu ở vùng 70, những cái điểm test cung cầu đây của MWG đang như thế nào thì đang kỳ vọng là như vậy. Còn việc kỳ vọng là một việc, nhưng chúng ta cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật. Còn bản thân về cơ bản thì MWG cũng đang chịu những cái tác động rất là khó khăn của dịch COVID-nCoV. Bản thân P&G thì Hùng đã có một phân tích một cái sóng giảm đây, và cái điểm Bồng Lê dự báo là rơi về vùng 45. Về vùng 45 rồi thì Hùng Lê bắt đầu phân tích một sóng lên của P&G, nhịp đầu tiên chạm vùng 55, chỉnh giảm đâu đó một tí khoảng vùng 51 52. Thì P&G sẽ hoàn thành mục tiêu tiếp theo ở vùng 60, và trên thực tế thì đóng kết tuần thì không được vùng 60, nhưng trên thực tế là P&G đã chạm đến vùng 60. Đối với P&G thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích, nói chung là nhiều lắm các anh chị. P&G đó, một cái đây các anh chị nhìn thấy là những cái cập nhật của Hùng Lê về P&G, và đặc biệt là trong phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê đã khuyến nghị là chúng ta sẽ tiếp tục mua vào P&G. Không biết là ở cái tin nhắn nào các anh chị, nói chung là đây. P&G cập nhật này, vùng target hoàn thành dự kiến kéo một nhịp nữa chạm vùng 6, chạm vùng 60 đến 62, lực mua khối ngoại đang khá tốt, và
sẽ có một nhịp nhún trong phiên hôm nay, bắt PNG trong phiên nay và khả năng T cộng 3 là chúng ta vẫn có ăn. Thì cách đây một ngày vào ngày hôm qua thì Hùng Lê tiếp tục có những khuyến nghị mua PNG, có những cái nhịp nhún của PNG ở khoảng vùng 55 đến vùng 56. Những tài khoản nào mà chúng ta chưa mua được thì chúng ta sẽ canh lại những cái nhịp nhún của PNG ở vùng 55 tháo, để chúng ta Hùng Lê đang kỳ vọng một cái target tiếp theo của PNG ở khoảng vùng 65 khi mà thị trường chung chỉnh xong. Và trong nhịp này thì kỳ vọng của Hùng Lê cũng nó sẽ lớn hơn, PNG không phải ở vùng 65 mà sẽ ở những cái vùng target cao hơn ở trên này, có thể sẽ là vùng 70 đến vùng 80. Tuy nhiên để lên được đến những cái vùng này thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ, không có gì phải vội cả, và chúng ta sẽ phân tích hàng tuần, và đặc biệt là những cái bản tin phân tích cập nhật của Hùng Lê trên team VPSCS N01 nó rất là kịp thời và nó là theo thời gian thực của thời gian. Bình Minh BMP thì Hùng Lê đã cũng đã khuyến nghị chốt rồi, bởi vì sao? Trong một cái nhịp phân tích của Hùng Lê ở đây thì Hùng Lê phân tích từ nhịp 34 và đi lên khoảng vùng giá 38. Từ vùng giá 38 thì Hùng Lê phân tích tiếp vùng 42, và vùng 42 là cái vùng phân tích cuối cùng, thì Hùng Lê khuyến nghị là khi mà chạm về vùng 42 thì cổ phiếu này chúng ta sẽ có những cái nhịp chỉnh, và trên thực tế thì đã đạt được khoảng vùng là 41.75 trên vùng 42, tức là nó cũng chỉ cách cái target vùng lên phân tích khoảng 0.3 thôi. Và rõ ràng là BMP có chốt không? Thì đây Hùng Lê bảo là chốt Bình Minh, hình như là chốt đây, đã đạt gần đạt target rồi thì chúng ta cũng sẽ chốt thôi. Đây, chốt lời Bình Minh không Hùng Lê, thì Hùng Lê trả lời là chốt, bởi vì đã đạt 41.75 trên vùng 42. Đó. Thì đấy là những cái phân tích sớm của Hùng Lê thôi, còn các anh chị mà không ở trong team thì các anh chị sẽ không không có được những cái thông tin đó. Di, bản thân Di thì Hùng đã có một cái phân tích chỉnh giảm đây, và cái vùng hỗ trợ của Di ở khoảng vùng 25.5 đến vùng 26. Từ những cái vùng này thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá rằng trong nhịp này Di sẽ đánh lại về vùng 29.5, biên sẽ là 30, mạnh hơn là 30, nhưng trên thực tế thì trong tuần Di kết tuần ở vùng 30.5, tức là cao hơn cái dự báo của Hùng Lê khoảng 0.35 lai. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Di sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu, Di sẽ có những cái nhịp đánh lại ở quanh vùng ở đây. Ở quanh vùng ở đây là khoảng vùng 29.5, tích lũy thành công ở vùng 29.5 thì Di sẽ đánh chạm lại về vùng 33. Trên thực tế thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê đánh giá rằng Di cũng đang khá là tốt, khá là khỏe đấy. Đây là một bộ chip khá là khỏe, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì gần như Di đã tạo thành một cái mô hình đáy V-kép ở đây rất là đẹp, và chỉ cần thị trường chung chỉnh xong và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì hoàn toàn có thể Di sẽ chạm về vùng 33, thậm chí mạnh hơn có thể là vùng 34. Đó. Thậm chí mạnh hơn là có thể đánh về vùng 34, nhưng mà Hùng Lê kỳ vọng ở vùng 33. Vùng 33 thôi. Thì với Z thì các anh chị cũng có thể quan tâm ở quanh vùng 29.5. Chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu về ngành công nghệ luôn nhé. Đầu tiên sẽ là FPT. Thì bản thân FPT thì chúng ta thấy rằng là Hùng Lê đã có một phân tích một cái sóng giảm dài ở trên này, này. Sóng giảm dài đây, những cái hình mũi tên này nó rích rắc, đấy là thể hiện những cái đường đi đó, là giảm nhá, hồi này giảm này, hồi lên này, rơi xuống chạm đến đây này, chạm đến vùng 50 bị gãy rồi rơi tiếp này, và rơi 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 đến tận vùng 40, và Hùng Lê đã dự báo về vùng 40 thì Hùng Lê bắt đầu phân tích một sóng lên của FPT. FPT hồi lên trong cái bản tin phân tích số 98 thì Hùng Lê chỉ kỳ vọng hồi lên khoảng vùng 46 đến vùng 47, nhưng trên thực tế là FPT đã gần đến vùng 48, gần đến vùng 48. Thì với những cái kinh nghiệm của ông Lê thì khi mà cổ phiếu hoàn thành cái target thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm test kỹ thuật và những cái điểm trả cung, thì bây giờ Hùng Lê đang kỳ vọng là FPT sẽ trả cung ở khoảng vùng 44 đến vùng 44.5 ở đây. Sẽ trả cung ở vùng này, và vùng này không bị gãy thì như vậy là FPT sẽ có một nhịp đánh tiếp chạm vùng 48. Chạm vùng 48 thì sau đó thì Hùng Lê sẽ có tiếp tục là cái vùng 48 này thì chúng ta cần phải quan sát những cái tín hiệu định lượng của FPT tại đây để chúng ta có được một cái target cao hơn của FPT ở vùng 52 không. Đó, thì chúng ta sẽ cần chờ thêm, cái này chúng ta cần chờ thêm các anh chị nhá. Còn đây là Hùng Lê đang phải dò tìm cái vùng 44.5 đến vùng 44 này, xem cái vùng này có gãy không đã, chứ còn nếu mà gãy cái vùng này rồi thì làm gì có cái cơ hội mà để đi lên ở đây, đúng không ạ? Và
Hùng Lê luôn dò tìm những cái vùng giá mục tiêu để cho, thứ nhất là nếu chúng ta có vào hàng thì đấy là những cái điểm tốt nhất, những cái điểm tối ưu nhất cho chúng ta. Rồi, ok, chúng ta phân tích luôn mã cổ phiếu công nghệ DGW. DGW là một cái mã cổ phiếu cơ bản tốt về ngành công nghệ, và cái đặc điểm của cái mã của cái ông này là gì? Tức là đội đánh đội tạo lập là thường xuyên đánh dốc, đánh hình chữ V. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Những cái điểm tăng của DGW gần như là chữ V rất là nhọn luôn, và kể cả là khi mà giảm thì cũng giảm hình chữ V. Đấy, các anh chị nhìn thấy cái chữ V giảm này không? Đó. Và trong một cái nhịp phân tích của Hùng Lê ở ở cái thời điểm này này. Ở cái thời điểm khoảng ngày mùng 1 ngày mùng 7 tháng 1 ấy, thì khi mà chạm về vùng 27 chấm vùng 27 đến vùng 28 là Hùng Lê khuyến nghị chốt tưng bừng. Và sau khi chốt xong thì các anh chị nhìn thấy là cổ phiếu này đã rơi về vùng 18, thì từ vùng 18 này thì Hùng Lê có những cái kỳ vọng để phân tích từ hồi từ vùng 18 về đến chạm vùng khoảng 21.5 đến vùng 22. Về đến vùng này thì cổ phiếu sẽ chỉnh giảm lại, không được phép gãy vùng 21 ở đây. Đó, những nhịp trả cung không được phép gãy vùng 21 ở đây thì cái cơ hội để mà cổ phiếu này kéo về vùng 25, 26 là còn. Còn nếu trường hợp ngược lại, nếu như sang tuần mà cổ phiếu bị gãy nền 21 thì như vậy là cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại cái nền nền sâu ở dưới này trước khi mà hình thành lại một cái nhịp hồi phục ở bên này. Đó, thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta cần phải có dữ liệu hàng ngày. Chính vì vậy nên là Hùng Lê mới mời các anh chị về team của Hùng Lê là như vậy, về mở tài khoản để Hùng Lê có được những cái cập nhật ở trong thời gian thực. Bởi vì là có những cái thì chúng ta phân tích được luôn, nhưng có những cái thì chúng ta sẽ cần phải có những cái dữ liệu rất là quan trọng hàng ngày. Novaland là một cái cổ phiếu nó bo cung, chính vì vậy nên là cũng không có gì đột biến, và hiện tại thì cổ phiếu này đang 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 lình xình ở quanh vùng 50 đến khoảng vùng 52, không có gì đột biến anh chị. Ok, chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành dầu khí, thì chúng ta sẽ dành nhiều hơn đến nhóm ngành dầu khí. Khi mà thị trường đang giao dịch ở quý 1 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng dành cho các anh chị là quý 2 chúng ta sẽ đánh dầu khí ở trong quý 2, bởi vì khi đó thì Hùng Lê có phân tích những cái định lượng về những cái tọa độ chỉnh của nhóm ngành dầu khí, và dự kiến sẽ đến bắt đầu vào quý 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh được cái nhóm này. Thì các anh chị thấy là rằng là tuần đầu tiên của quý 2 đúng không ạ, là tuần từ ngày mùng 6 bắt đầu từ 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 ngày mùng 2 đi, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 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 10 thì nhóm ngành dầu khí đã có một cái sự thăng hoa, và đặc biệt là trong tuần vừa qua nhóm ngành dầu khí đã tăng rất là mạnh. Và bản thân với gas thì Hùng Lê có dò tìm ở cái vùng 55 ở đây, ở không gãy cái vùng này thì target đầu tiên Hùng Lê phân tích định lượng của gas ở vùng giá 70, và hiện tại là đã đạt vùng 67 trên 70, cách khoảng 3k nữa thì đạt. Nhưng với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của gas thì Hùng Lê hoàn toàn có thể kỳ vọng gas vượt 70, và cái target cao hơn của gas đó là vùng 80 sẽ đến thôi, rất là đẹp rồi các anh chị nhé gas. Đối với gas thì sang tuần phiên ngày thứ hai thì gas có thể trả lại cung ở khoảng vùng 64, 64. Các anh chị lưu ý có thể có những cái điểm trả cung lại về vùng 64. Về vùng 64 này mà không bị gãy, mà chắc chắn là khả năng là không gãy, bởi vì tạo lập đã có ý đồ rồi và sẽ đánh gas. Gas nhịp này không những chạm 80 mà thậm chí là 90 đến 100, thì cái đó thì Hùng Lê sẽ phân tích sau, và Hùng Lê sẽ phân tích theo hàng tuần. Đó, đầu tiên trong tuần này là sẽ công về vùng 70, và 70 khả năng là sẽ thành công thôi. Cái vùng 80 này thì chúng ta cân nhắc, cái vùng 70 thì chắc một hai nốt nhạc của gas nữa sẽ lên đến nơi. Bản thân PLX là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng, có những cái phân tích định lượng khi mà PLX rơi về vùng giá mục tiêu 35. Và Hùng Lê có những cái phân tích ở đây cho các anh chị để các anh chị nhìn thấy được những cái mũi tên Hùng Lê vẽ lên xuống này. Các anh chị xem lại những bản tin cũ nó đã có rồi chứ không phải bây giờ Hùng mới vẽ đâu. Lên lên xuống xuống để mô phỏng rằng là PLX sẽ có những cái điểm oằn tà là vằn từ vùng giá 35 lên đến tận vùng 40. Và khi cổ phiếu này break vùng 40 thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội về target 45. Trong một cái nhịp phân tích rất ngắn ở trong tuần vừa rồi, đó là Hùng Lê có những phân tích chỉnh giảm về vùng 37.5, thì chúng ta phải cân hàng ngay PLX.
nhiều quá. Nói chung là Hùng Lê cập nhật nó khá là nhiều các anh chị. Không biết là nó nằm ở trong cái phân tích đây, chính là nó cách đây 2 ngày sau khi dự kiến này, PLX cập nhật lại này, sau khi hạ đồ cao dự kiến ở khoảng vùng 37.5, vì PLX có xu hướng phục hồi. Dầu khí thì PLX vẫn là một mã cổ phiếu lựa chọn song trùng với cát, và đây sẽ là hai mã cổ phiếu lead dòng dầu khí trong quý 2020. Theo các cái dự báo sớm của Hùng Lê thì cách đây 2 ngày là Hùng Lê đã có những cái dự báo về việc mà PLX sẽ có những cái điểm chỉnh giảm về vùng 37.5 đây, và chính là cái vùng này, chính là cây nến này để chúng ta có thể mua, tối ưu hóa được cái điểm mua của PLX ở vùng 37.38, và khi mà PLX vượt cạn vùng 40 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Và trong phiên ngày hôm nay chính là phiên mà chúng ta hoàn toàn mở điểm mua hết đối với PLX, và mục tiêu của PLX không có gì thay đổi, vùng giá 45, và đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư và Hùng Lê đã khuyến nghị cùng với các. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu PVS. Bản thân PVS trong cái tuần vừa rồi thì Hùng Lê chỉ kỳ vọng là PVS sẽ chạm lại khoảng vùng 11.5, mắc cáp chạm vùng 11.5, và trên thực tế thì PVS đã đánh vượt thoát vùng 11.5. Với những cái tín hiệu hiện tại của PVS thì Hùng Lê chưa có kỳ vọng sớm về việc là cổ phiếu PVS sẽ chạy ngay, mà PVS sẽ có những cái nhịp test lại ở đâu đó khoảng vùng 10.10.5 các anh chị. PVS sẽ có những cái nhịp đâu đó khoảng vùng 10 10.5 sẽ trả cung lại vùng 10.5, và vùng này chính là những cái vùng giá mục tiêu. Vùng này không gãy thì chính là những cái vùng giá mục tiêu để cho anh em chúng ta cân hàng và cân PVS và PVD ở một 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 cái tọa độ để chúng ta đánh những cái sóng dài của PVS ở trong cái nhịp đánh này. Thì khi cái vùng 10.5 không bị gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại để đánh lại mã cổ phiếu PVS thì cái mục tiêu tiếp theo của PVS đó là ở khoảng vùng 14 đến vùng 15. Target tiếp theo, ta sẽ bỏ cái đường này đi. Đây khoảng vùng này đó, tức là sẽ chạy một nhịp thứ hai khoảng từ vùng 10.5 lên đến khoảng vùng 14 đến khoảng vùng 15. Thì đối với nhóm dầu khí là nhóm của quý 2 rồi nên Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị rồi. PVD, bản thân PVD thì Hùng Lê cũng trong cái bản tin kịch bản phân tích tuần thì Hùng Lê kỳ vọng PVD sẽ đánh lên khoảng vùng 8.5, và thực tế thì đã đánh vượt thoát vùng 8.5 lên đến vùng 9. Thì đối với PVD thì hiện tại là Hùng Lê nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật của PVD nó đang đẹp hơn so với PVS các anh chị nhé. Thì PVD sang tuần tới PVD có thể có những cái nhịp trả cung lại nhẹ ở khoảng quanh vùng 8.5, 8.5 đến vùng 9, ở cái vùng này mà nó không bị gãy thì PVD sẽ tiếp tục có một cái hành trình tiếp theo, đó là đi về khoảng vùng giá. Chúng ta bỏ cái này đi các anh chị nhé, tại vì là những cái đường mà sọc ngang này chính là những cái đường mà khi Hùng Lê phân tích sóng xuống từ vùng 16, và cũng tương đối các anh chị ạ. Nếu mà anh chị mà xem Hùng Lê từ những cái bản tin này thì đã tránh được một cái nhịp giảm tương đối mạnh, tương đối mạnh. Và ta bỏ cái này đi, ta không bỏ luôn cái này đi cho nó dễ. Và trong cái nhịp này thì PVD sẽ, các anh chị lưu ý cho Hùng, vùng 10.5 vùng gãy thì Hùng Lê tiếp tục kỳ vọng ở khoảng vùng 11.5, 11.5 ở đây, 11.5 đến vùng 12. PVD tiếp tục một cái hành trình đi tiếp lên lên đây. Ok, tiếp tục một mã cổ phiếu họ P nữa là PVT, cùng sẽ phân tích luôn. PVT thì sau một cái nhịp rơi thì chúng ta dò tìm ở một cái vùng giá mục tiêu, ở đây là vùng 8. Hùng Lê đã có những cái dự báo về có thể nhịp này sẽ đánh chạm vùng 9.8 và đánh chỉnh lại. Thì bản thân là PVT ở trong giai đoạn này nó cũng đang tích lũy nền thôi. Và sau một cái nhịp tích lũy nền này thì chúng ta sẽ nói đến nhiều hơn đến cái câu chuyện về PVT. Thì đối với PVT các anh chị có thể canh ở những vùng khoảng vùng 8.3 đến vùng 8.5 ở đây. 8.3 đến 8.5 để chúng ta vào ở những cái vùng này là những cái vùng mà chúng ta có thể vào để chúng ta đón đầu một cái xu thế của PVT nó song trùng với một cái nhịp đánh của dầu khí trong quý 2. Đấy là những cái dự báo sớm của Hùng Lê. Tiếp theo là POVK. POVK thì trong tuần vừa rồi Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích kỳ vọng về việc là POVK sẽ chạm lại vùng 8.5 đến vùng 9, và chạm vùng này thì sẽ chỉnh lại, và Hùng Lê sẽ dự báo rằng là nó sẽ trả cung lại khoảng vùng 7.9, giảm lại. Chưa tăng được ngay đâu, POVK sẽ chưa thể tăng ngay được đâu, và sẽ giảm lại ở khoảng vùng 8 đến vùng 7.9. Và sau đó thì sẽ có những cái điểm
tích lũy cung cầu ở vùng quanh vùng 8 và thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo ở vùng mệnh nó khoảng vùng 10. Thì bản thân là POVK cũng đã có một cái nhịp rơi rất là mạnh rồi, và đây cũng chỉ đang là những cái điểm gọi là bẻ gãy pha xu thế, và có bẻ gãy được hay không thì chúng ta sẽ có thêm thời gian, chứ không phải là một mạch là cổ phiếu cắm đầu cắm cổ chạy đi ngay, nên là chúng ta cũng không vội vàng gì chúng ta phải đua theo những cái phiên giá xanh cả. Như vậy là cái nhóm ngành dầu khí là nhóm Hồng Lê đã dự báo sớm ở trong quý 2 là nhóm mà chúng ta đáng để chúng ta đầu tư, thì trên thực tế là đầu quý 2 thì nhóm này đã tăng rất là mạnh rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến nhóm ngân hàng, và đầu tiên sẽ nói đến cổ phiếu Vietcombank. Thì Vietcombank là một cái mã cổ phiếu mà nó chạy rất là nhẹ. Vì sao nó chạy rất là nhẹ? Bởi vì cái tỷ lệ rơi vãi của Vietcombank ở trên thị trường nó rất là ít, nó chỉ đâu đó khoảng tầm độ 20%, 2% thôi. Còn 98% là nó đã nằm hết trong tay các cái cổ đông lớn. Thì tạo lập đã cho Vietcombank rơi một mạch khi mà Vietcombank mất vùng hỗ trợ 87.5 ở đây. Và đây là một cái sóng xuống các anh chị nhìn thấy. Và Hồng Lê dò tìm vùng giá mục tiêu 55 đến 56 và bắt đầu phân tích một sóng lên. Sóng lên này thì cũng đã phân tích được 2 tuần rồi. Chạm ở đây là chạm 65. Chỉnh về 60, từ 60 lại đánh chạm lại 65, break 65 thì đi về vùng 72. Và hiện tại thì trong tuần vừa qua thì mã cổ phiếu Vietcombank cũng đã hoàn thành cái target của Hồng Lê phân tích, đó là 72 trên 72. Khi cổ phiếu chạm về 72 rồi thì chúng ta sẽ có Vietcombank sẽ có những cái điểm nhún lại ở đây. Thì Hùng Lê đang dự kiến là những cái điểm nhún lại ở vùng 70. Ngày hôm nay thì Hùng đã khuyến nghị trong team của Hùng Lê bắt Vietcombank ở vùng giá 70. Đã bắt lại ở vùng giá 70. Vietcombank. Vietcombank. Bắt hụt, bác này bắt hụt. Ok. Đây, những cái cập nhật của Hùng Lê đó là Vietcombank sẽ trả cung ở vùng 70 và sau đó không gãy thì sẽ kéo về 80, còn Bit sẽ trả cung ở khoảng vùng 36, không gãy thì sẽ kéo về vùng 40 và mạnh hơn sẽ là vùng 45 cộng. Và đây là hai cái mã banh đang rất là tích cực để ủng hộ thị trường, và nó cũng sẽ là những cái con chim đầu đàn để lead dòng ngân hàng. Thì bản thân Vietcombank đã khuyến nghị chúng ta bắt 70 để chúng ta về đâu đó ở cái vùng 80 rồi. Và đối với Vietcombank thì sang tuần mới có thể Vietcombank sẽ có những cái nhịp nhún lại ở quanh khoảng vùng giá 68.5, có thể là sâu hơn sẽ là có thể là vùng 68.5. Sẽ có những cái nhịp nhún ở quanh đây vùng 68.5, và vùng này không gãy thì cơ bản là Vietcombank thì khả năng sẽ không gãy vùng này, và mục tiêu là đi về vùng 80. Mạnh hơn thì sẽ là vùng 90 đến vùng 95 ở trên này, nhưng vùng trên này Hùng chưa nói, và chúng ta chỉ nói đến 80 cái đã. Ok. BID cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã dò tìm cái vùng mục tiêu của BID ở khoảng vùng 30 và những cái điểm mua gom khuyến nghị ở 31.2 trong các bản tin trước đây. Và khi BID vượt thoát vùng 32.5 thì chúng ta mở điểm mua hết, đó chính là cái điểm mua kết tuần trước, là chúng ta đã mở điểm mua hết đối với mã cổ phiếu BID rồi. Và cái mục tiêu đầu tiên của Hùng Lê BID chạm vùng 37 thì đã hoàn thành. Anh chị nhé, hoàn thành. Đóng cửa vùng 36.9 thì cũng gần như là vùng 37, còn trong tuần thì cao hơn 37 một tí. Thì sau đó thì Hùng đã có đưa ra các cái target tiếp theo của BID, đó là ở vùng 40 đến vùng 45. Thì để lên được cái vùng này thì cái vùng mà BID sẽ có xu hướng chỉnh lại đó là vùng 35. Tại cái vùng 35 này, BID không gãy và tích lũy được thành công ở đây thì cái cơ hội để BID đánh về vùng 40, 45 là hoàn toàn trong khả thi. Thậm chí là những cái vùng target cao hơn ở trên này, nhưng Hùng Lê cứ phân tích từ từ. Nói chung là cái gì chúng ta cũng cứ phải từ từ. Đúng không? Chúng ta không được đốt cháy giai đoạn. ACB là một số anh chị là chốt ở vùng 20.5. Kháng cự ngắn của ACB ở vùng 20.5, và khi chạm về vùng 20.5 này thì lại chỉnh thôi. Về bản thân thì ACB trong thời điểm hiện tại là chúng ta chưa có nhiều các cái yếu tố tích cực mà Hùng Lê vẽ những cái mũi tên lên xuống ở quanh một cái biên hẹp này. Hàm ý là gì? Tức là ACB sẽ đi ngang ở quanh vùng 19 để tích lũy. Chứ còn chưa có những cái nhịp đánh mạnh, nên là cổ phiếu này ta tạm thời chúng ta chưa tham gia. MBB MBB thì cũng hơi xấu,
Trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê kỳ vọng là đánh chạm về vùng ở đây, đúng không ạ? Tức là ngày xưa thì vùng hỗ trợ thì bây giờ trở thành kháng cự. Tức là khoảng vùng 16.16 đến vùng 16.5 thì cổ phiếu này lại chỉnh thôi, và hiện tại thì đã chỉnh rồi các anh chị nhé. Chỉnh rồi thì khả năng MBB sẽ chỉnh lại về nền, vì nó xấu mà nên là nó khó, hoặc là cùng lắm thì nó cao hơn nền một tí, tức là khoảng vùng 14.5. MBB chưa 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 chạy được. MBB chưa chạy được. Nói chung nó vẫn còn đi ngang đi ngửa trong cái vùng này, chán, chưa chưa đạt, nên là tại thời điểm này chúng ta chưa đầu tư. Nói tóm lại là em này em còn đi vòng đi ngửa đây, chán, đang xấu. Công thương CTG, bản thân CTG ở trong cái nhịp hồi phục thứ nhất thì Hùng Lê cũng chỉ có kỳ vọng là sẽ đánh chạm về vùng 219 đến vùng 20. Từ vùng này thì sẽ có chỉnh, sẽ có những nhịp test chỉnh lại. Thì đẹp nhất của công thương đó là sẽ đi test chỉnh lại quanh vùng 19.5, quanh vùng 19.5 để đi ngang ở quanh cái vùng này 19 đến vùng 19.5, nói chung là như vậy, và sẽ có những cái điểm lòng vòng ở đây. Và chưa chưa cũng công thương thì cũng sẽ chưa thể chạy chạy nhanh được, và chưa thể chạy ngay được. Cổ phiếu công thương cũng cần thời gian tích lũy nền ở thời điểm hiện tại. Và những cái điểm mua của chúng ta nó mang tính chất là những cái điểm mua gọi là thăm dò vị thế. Chúng ta ví dụ dự kiến là chúng ta dự kiến mua khoảng 1.000 mã cổ phiếu, thì bây giờ chúng ta sẽ thăm dò ở quanh vùng 19 đến vùng 19.5, ở khoảng tầm độ 100 cổ phiếu, để chúng ta xem được là khi mà cổ phiếu về đến tài khoản rồi thì chúng ta sẽ theo dõi rất là sát được mã cổ phiếu công thương. Techcombank, Techcombank thì cũng gần như là nó cũng chỉ mới đạt được một cái nhịp sóng hồi. Mắc sóng hồi này sẽ chạm về khoảng vùng giá 17, 16 đến vùng 17. Thực tế thì đã chạm về rồi, và Techcombank hiện tại cũng đang đi ngang ở trong cái biên hẹp, và nó sẽ phá biên, một là nó sẽ phá biên trên hoặc là nó sẽ phá biên dưới. Nhưng mà khả năng thì Techcombank nó cũng chỉ đi ngang, cùng lắm thì chạm vùng 16 và sau đó nó sẽ hồi lên. Bản thân đối với Techcombank thì trong nhịp miếng đánh này thì cũng chưa chưa tăng mạnh ngay được, chưa tăng mạnh ngay được. Và cái điểm mà break ở cuối này, cái điểm mà break được cái nền 17 khả năng là phải 1 đến 2 tuần nữa, tức là nó phụ thuộc vào xu hướng chung của thị trường, thì lúc đó thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cập nhật về mã cổ phiếu này. HD Bank, HD Bank thì Hùng Lê kỳ vọng là hồi phục về đâu, về vùng 20, và trên thực tế thì đã về hơn 20 một tí và đang có những nhịp chỉnh giảm, và những nhịp test này thì có khả năng là sẽ test lại vùng 19. Test lại vùng 19, không gãy thì có thể là sẽ công lại ở đây khoảng vùng 20.5, và có thoát được nền 20.5 hay không để đi về được những cái target cao hơn ở trên này, đó là vùng 24. Ở trên này thì Hùng Lê sẽ phải tiếp tục có những cái động thái. Hiện tại thì dòng tiền đang hơi yếu các anh chị nhé. Dòng tiền như thế này thì cũng chưa chưa đi đi mạnh ngay được ngay đâu, nó chỉ hồi phục theo một cái nhịp chung của thị trường, đánh từ vùng 650 điểm về vùng 750 điểm mà thôi. VPBank, VPBank thì Hùng Lê kỳ vọng hồi phục chạm vùng 19.5, chạm 19.5 thì cổ phiếu này lại chỉnh thôi. Và những cái nhịp chỉnh đẹp của VPBank đó là chỉnh về vùng 18, về vùng 18 này không gãy thì VPBank sẽ có những cái nhịp gọi là đan xen nhau tăng giảm ở đây để bứt bứt nền. Và bứt nền thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là nhóm bank nó sẽ phải bứt nền thì nó chưa bứt được ngay, và nó khả năng là sẽ phải hết tuần. Sau khi thị trường trung chỉnh xong thì Hùng Lê sẽ tí nữa thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích ở trên room, Hùng Lê nhắc lại cho cộng đồng nhà đầu tư thôi. Thì hiện tại thì VBank cũng như vậy, VBank đang vận động ở trong một cái biên hẹp khoảng vùng 18.5 đến vùng 19. Hai mã cổ phiếu về ngành ngân hàng nữa là SHB, thì bản thân SHB cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích ở trong cái thời điểm hiện tại, khi mà SHB có những cái điểm giảm ở đây. Gần như những cái điểm giảm này nó không có vôn, và Hùng Lê đã có những cái cảnh báo dành cho các anh chị, đó là gì? Dòng tiền tạo lập nó vẫn đang còn nằm lại ở trong này, và nó sẽ kéo SHB đi về ở khoảng vùng giá 15. Đây, khoảng vùng giá 15. Đấy là những cái dự báo của Hùng Lê ở trong bản tin phân tích tuần. Và trên thực tế thì hôm nay kéo về lên tận 18, tức là vượt quá kỳ vọng. Và một số nhà đầu tư thì bắt đầu là hỏi Hùng Lê là có mua không, thì với quan điểm của Hùng Lê là gì? Khi mà cổ phiếu kéo về vùng 15 là cái vùng mà đối với quan điểm của Hùng Lê thì nó cũng đã đạt rồi và nó cũng đã thỏa mãn rồi. Và Hùng Lê đã khuyến nghị những cái nhà đầu tư của Hùng Lê là vùng 14.5 đến vùng 15 chốt, và chúng ta không có tham.
STB cũng có một cái nhịp hồi phục và ông Lê đã có những cái kỳ vọng là sẽ hồi phục về đâu đó chạm vùng 9.5. Về đến vùng này thì đương nhiên là chỉnh thôi, và những cái nhịp chỉnh đã bắt đầu xuất hiện thì khả năng là sẽ trả lại cung ở khoảng vùng 8.5. Ở vùng 8.5 tích lũy thành công thì chúng ta sẽ có nói tiếp những cái target tiếp theo, xem là có đánh được về mệnh hay không, thì chúng ta sẽ phải chờ những cái tín hiệu kỹ thuật sau khi mà STB rũ hết hàng và chỉnh xong ở đây thì chúng ta sẽ có những phân tích tiếp theo. Chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu về ngành chứng khoán. Hiện tại thì chứng khoán nó lại đang lực lực bắt đáy khá là mạnh. Thì đối với SSI trong nhịp này thì Hùng Lê dự kiến là đánh chạm vùng 14. Đánh chạm vùng 14 xong thì sẽ chỉnh lại ở khoảng vùng giá 12.5. Thì trên thực tế là chưa chạm về vùng 14, nhưng mà SSI hôm nay đang bắt đầu có những cái nhịp chỉnh, và khả năng là sang tuần tới thì SSI sẽ có những cái phiên trả cung về khoảng vùng 12 đến vùng 12.5 ở đây. Và khi khi những cái phiên trả cung về đây thì các anh chị quan sát hộ Hùng Lê, nếu như những cái phiên trả cung này mà không gãy thì cái mục tiêu tiếp theo của SSI ở khoảng vùng 16. Bản thân thì hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là cái tín hiệu kỹ thuật của nhóm ngành chứng khoán thì cũng đang khá là tốt, và đây là một cái nhịp đánh thứ nhất, thì SSI sẽ vẫn còn một cái nhịp đánh thứ hai ở đây, thì chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng giá 12.5 đến vùng 12. Đó là cái vùng mà chúng ta sẽ tham gia rất là hợp lý về mặt giá cũng như là về mặt xu hướng thị trường. Đấy là thị trường chỉnh xong thì chúng ta sẽ vào. Đối với HCM thì trong một cái nhịp đánh này thì Hùng Lê cũng chỉ kỳ vọng là HCM sẽ đánh chạm về vùng 14. Và trên thực tế thì HCM đã break nền 14 ở trong tuần vừa qua với một cái lực cầu tương đối là ổn định. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HCM thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng là nhịp này sẽ đánh chạm vùng 18. Ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì có thể HCM sẽ có những phiên trả cung lại ở quanh vùng 14, tức là cái vùng kháng cự trước đây thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Và trong nhịp này thì Hùng Lê kỳ vọng rằng HCM sẽ đánh chạm vùng 18 và mạnh hơn thì sẽ ở những cái vùng cao hơn ở trên này. Những cái vùng cao hơn đó thì Hùng Lê sẽ phân tích sau. Còn những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SSI của HCM đang khá là tốt, khi mà tín hiệu MACD, tín hiệu dòng tiền và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác của Hùng Lê đang cho thấy là cái lực hồi của HCM đang rất là đẹp. Chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đến phân tích các cái mã cổ phiếu của ngành thép. Đầu tiên sẽ là nói đến H Hòa Phát, HPG. Thì bản thân Hòa Phát trong cái nhịp hồi phục này thì Hùng Lê kỳ vọng là Hòa Phát sẽ đánh chạm lại về vùng 17.5 đến vùng 18. Và trên thực tế thì Hòa Phát đã vượt kỳ vọng, đó là đánh chạm vùng 19. Khi chạm đến vùng 19 thì Hùng Lê đang dò tìm những cái vùng giá mục tiêu để cho các cái tài khoản của Hùng Lê trên team VPS CSN01 mua lại ở khoảng vùng giá 18, quanh vùng 18. Hai phiên, ba phiên gần đây thì Hòa Phát rất là khỏe và không đi lại được về vùng 18 đó. Và những cái lượng lượng trả cung như này cũng rất là đẹp, và có thể là sang phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới thì chúng ta xem có những cái nhịp nhún của Hòa Phát thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đón đầu để chúng ta mua nhịp thứ hai. Và nhịp này thì Hùng Lê kỳ vọng là Hòa Phát không gãy vùng 18 thì Hòa Phát sẽ tiếp tục đánh chạm lên vùng 21. Đấy là cái target tiếp theo của Hòa Phát ở trong cái nhịp đánh này. Và Hòa Phát thì là một mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư trong thời điểm hiện tại, các anh chị lưu ý. HSG, Hoa Sen thì Hùng Lê cũng đã có một cái kỳ vọng ở một cái nhịp hồi phục thứ nhất sẽ chạm lại vùng 5.5 ở đây. Và trên thực tế thì cổ phiếu này cũng đã vượt kỳ vọng của Hùng Lê, đã đánh về điểm xa nhất ở đây là 5.87, và khi về đây thì Hùng đang dự đang đang dò tìm một cái vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng giá 5.2. Các anh chị có thể hoàn toàn canh Hoa Sen ở vùng 5.2 để chúng ta có được một cái target tiếp theo của Hoa Sen ở khoảng vùng 6.5 đến vùng 7, ở nếu như không gãy vùng 5.2. Và Hoa Sen cũng là một mã cổ phiếu mà các anh chị canh để chúng ta vào hàng. NKL Nam Kim. Đối với Nam Kim thì
cổ phiếu này cái tính tạo lập của nó rất là cao, có nghĩa là khi nó chạy rất là nhanh và nó tăng những cái nhịp tăng rất là thần tốc. Thì đối với Nam Kim Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở đây cho các anh chị. Trong nhịp này thì Nam Kim sẽ đánh đâu đó khoảng từ vùng 4.5 và sẽ chạm mắc ở khoảng vùng giá 5.5. Khi chạm về đây thì Nam Kim sẽ chỉnh lại ở một cái nhịp ở đây khoảng vùng giá 5. Thì đối với Nam Kim thì các anh chị hoàn toàn có thể canh ở quanh vùng giá 4 4.8 đến 5 ở cái vùng này, tức là vùng quanh quanh ở đây để chúng ta vào vị thế. Chúng ta vào vị thế ở đây anh chị nhé. Chúng ta vào vị thế, và sau khi chúng ta vào vị thế xong thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê kỳ vọng là Nam Kim sẽ có một nhịp đánh tốt, bởi vì là những cái lực cầu bắt đầu bắt lại ở đây nó cũng tương đối là ổn định, và chúng ta sẽ mở điểm mua hết khi mà Nam Kim break được cái nền ở đây là nền 5.5. Bởi vì bản thân Nam Kim nó đánh rất là nhanh và đánh rất là dốc, thì đây đang là những cái điểm mua vị thế, những cái điểm mua thăm dò. Thì thường những cái điểm mua vị thế và những cái điểm mua thăm dò thì nó chỉ chiếm khoảng 10 đến khoảng 20% cái lượng mà chúng ta định 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 mua, dự định mua của một cổ phiếu. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành xây dựng cơ bản các anh chị nhé. HCD. Xin lỗi cả nhà, đây HCD là mã đầu cơ. HDC. Bản thân HDC thì Hùng Lê có những cái phân tích định lượng cho các anh chị ở cái vùng vùng mục tiêu ở đây khoảng vùng 14.5, và cái biên trên của cổ phiếu này khoảng vùng 16, và khi mà cổ phiếu có những cái dấu hiệu break nền 16 thì đấy là những cái tín hiệu mà để cho chúng ta mở các cái điểm mua hết. Thì hiện tại là cổ phiếu này đang khá là đẹp. Đang có những phiên lình xình ở vùng 16 và đang break nền 16 đây rồi, thì khi mà cổ phiếu này thoát được nền 16 thì cái xu hướng của HDC sẽ đánh chạm vùng 20, và đây là cái target đầu tiên của HDC Mùng Lê kỳ vọng. Đạt Phương DPG. Bản thân Đạt Phương ở trong cái thời điểm hiện tại là Đạt Phương đã có một cái quá trình rơi khá là mạnh từ vùng giá 50 và rơi về vùng 20, như vậy là mất. Nếu mà tính từ thôi mình cứ tính từ đỉnh 50 này đi, tức là mất hơn 50% về trị giá. Và về đến vùng 20 thì chúng ta cũng có thể view một cái view như thế này để chúng ta xem nào. Nó cũng là một cái vùng hỗ trợ tương đối là mạnh ở đây rồi. Thì hiện tại cổ phiếu này đang lình xình thôi, đang lình xình ở vùng 20 thì đánh chạm lại về vùng 26. Gặp vùng 26 thì Đạt Phương sẽ có một hai phiên đạp lại, đây là khoảng vùng giá 23.5, khoảng vùng 23 đến vùng 23.5, và sau đó thì Đạt Phương sẽ ở vùng này là không gãy và bắt đầu có cái lực cầu tích lũy trở lại khoảng tầm độ 300 đến 400 nghìn một phiên, một giao dịch một phiên. Thì như vậy là chúng ta sẽ có một target tiếp theo, tức là đánh chạm lại vùng đỉnh cũ ở đây là vùng 30, và nhịp này mà đánh thoát lên được cái vùng 30 ở đây thì vô hình dung là có thể Đạt Phương sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới ở bên này, và cái chu kỳ mới này thì Hùng Lê sẽ cập nhật sau. Còn bây giờ chúng ta cứ phải từ từ, chúng ta phải cân đo đong đếm ở những cái nhịp nhỏ nhất, và khi những cái nhịp nhỏ nhất này thành công rồi thì chúng ta mới tính toán được những cái nhịp lớn. Cô Tích Công CTD. Ở thời điểm hiện tại CTD chúng ta thấy rằng CTD đã có một cái sự giảm dài các anh chị, suy giảm dài, và bây giờ về đến cái vùng 50 cũng là cái vùng hỗ trợ, cũng tạm tạm được gọi là cái vùng hỗ trợ trong trung và dài hạn. Thực ra ở cái vùng 40 thì nó mới gọi là hỗ trợ cứng. 40 nó mới gọi là hỗ trợ cứng, nhưng mà bây giờ ở vùng 50 thì chúng ta sẽ phân tích ở cái vùng 50 trước. Thì ở vùng 50 này thì Hùng đang nhìn thấy những cái tín hiệu cầu và những cái tín hiệu mà cổ phiếu vòng lên vòng xuống ở đây, cho thấy rằng là ở cái thời điểm này đã bắt đầu có cái sự quan tâm rất là lớn của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Và đối với cái kịch bản của Cô Tích Công, đó là Cô Tích Công sẽ đánh chạm khoảng vùng 56, vùng 56 chỉnh lại khoảng vùng 51 đến vùng 52 ở đây, không gãy, và cái lực cầu có thể bắt lại ở khoảng 400.000 đến 500.000 một phiên, và giúp cho Cô Tích Công ổn định ở khoảng trên vùng 50, thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của Cô Tích Công ở vùng giá 70. VCS. Bản thân VCS cũng là một cái mã về liên quan đến ngành vật liệu xây dựng và
Đây là một cái mã cổ phiếu mà cũng khá nhiều nhà đầu tư yêu thích. Sau một cái nhịp đánh lên phân tích ở đây thì VCS đã chạm cái vùng hỗ trợ đây vùng 50. Vùng lên kỳ vọng trong cái nhịp này VCS đánh chạm từ vùng 50 và sẽ đánh chạm vùng 65.5. Đây là cái target đầu tiên, và sau khi chạm với vùng này thì sẽ có những cái điểm chỉnh nhỏ nhẹ lại đây. Tức là những cái điểm cân lại ở khoảng quanh vùng 56.5, 56.5 đến khoảng vùng giá 57. Thì ở cái vùng đó mà cổ phiếu tích lũy thành công thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của VCS ở khoảng vùng giá 75. 75 thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp chỉnh ở đây. Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VCS thì cũng đang tương đối là đẹp. PTB. PTB thì cũng là một cái mã cổ phiếu cơ bản khá là tốt, và PTB cũng đã có một cái vùng rơi tương đối sâu ở vùng 30, và PTB đã có một cái tuần kéo kéo rất là mạnh. Thì sau một cái tuần kéo này thì một số anh chị có hỏi Hùng là có mua không, thì Hùng bảo cứ từ từ. Khả năng PTB sẽ có những cái nhịp cân chỉnh lại ở vùng 38, và vùng này chúng ta mua cũng không vội. Và vùng 38 tích lũy thành công thì chúng ta sẽ có ở vùng 50. Thêm một cái mã cổ phiếu bán lẻ nữa là FRT, Hùng Lê cũng sẽ phân tích luôn vào đây luôn. Thì FRT cũng đã có một cái sự hồi phục từ vùng 10 và lên đến tận hôm nay là vùng 15 rồi, tức là nó đánh được khoảng tầm 50%. Và những cái nhịp này thì Hùng Lê dự kiến là khả năng sẽ có những cái nhịp trả lại cung cầu ở khoảng quanh vùng giá 13 ở trong tuần tới, và vùng 13 tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ có thêm một cái nhịp đánh mới của FRT, có thể đánh chạm vùng 20. Các anh chị nhìn thấy những cái lực đi nó nhỏ nhẹ thế này thôi, nhưng mà cái gọi là cái target về lợi nhuận và rủi ro nó cực kỳ lớn đấy các anh chị nhé. Ví dụ như nó đi từ vùng 22 này và nó giảm về vùng 10, tức là nó mất 50% về trị giá, đúng không ạ? Và nó đi từ vùng 10 nó đánh lên vùng mất 50% và nó đánh từ vùng 10 mà lên vùng 15 thì nó lại hồi lại 50% trị giá từ vùng 10 đó. Thì những cái lực đi nó ngắn thế này thôi nhưng mà nó cũng rất là kinh khủng. Còn ok, phân tích thêm ngành cao su nữa. Ngành cao su chúng ta có mã cổ phiếu PHR, là một mã cổ phiếu mà nó cũng khá là tâm điểm và nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thì bản thân là PHR trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích ở bên này, ở cái vùng dò tìm cái vùng hỗ trợ đây là vùng 37. Trên thực tế thì lại đã đánh chạm lại vùng đáy cũ ở đây là vùng 33, và từ vùng 33 này thì PHR đã phục hồi và lấy lại cái nền hỗ trợ ở đây là nền 37 đến nền 40. Phiên kết tuần thì PHR đã break, tức là đã thoát được cái biên trên, thì như vậy là cái xu hướng và cái dòng tiền đang quay trở lại rất là tốt. Như vậy thì xu hướng của PHR sẽ đánh chạm lại về vùng đỉnh ở đây, vùng đỉnh cũ ở đây chính là cái vùng kháng cự mà Hùng Lê kỳ vọng vượt ở trong cái nhịp này. Cái chỗ này không vượt nổi, chỗ này không vượt nổi bởi vì là đến cái đoạn này là cái xuất hiện cái em virus, mọi người vẫn hay nói vui là em Hồng Nhung gì đấy. Dẫn đến là thị trường nó đổ từ đấy, và nó đổ rầm thì PHR nó cũng song trùng với nhịp của VN. Đây các anh chị nhìn thấy là cái đường đi của mã cổ phiếu PHR thì nó khá là song trùng với lại chỉ số VN Index. Khi mà VN Index lao cắm đầu ở đây thì em này em cũng cắm đầu luôn đó. Các anh chị nhìn thấy có một cái sự song trùng khá là tương đồng, và khi mà nhịp chung của thị trường bắt đầu đi lên đó, nhịp chung của thị trường bắt đầu đi lên thì cổ phiếu cũng bắt đầu một cái nhịp đi lên, và có nhiều mã cổ phiếu là nó chạy song trùng với VN Index. Chính vì vậy nên là chúng ta có những cái biểu đồ để so sánh các cái đường đi của cổ phiếu với cổ phiếu của VN Index để chúng ta cũng có thêm những cái định lượng của nó tốt hơn. Tiếp theo DRC thì đã có một cái nhịp rơi tương đối là dài, và hiện tại thì Hùng Lê đang kỳ vọng một cái nhịp đánh dẫn thứ nhất là chạm từ vùng 14.5 và sẽ đánh chạm lại vùng 18. Từ vùng 18 này thì chỉnh trang lại đâu đó, ta vẽ cái này kiểu giống như cái thùng hứng ấy. Đâu đó khoảng khoảng vùng 16 đến vùng 16.5 thì cổ phiếu này lại tiếp tục tích lũy lại ở cái vùng này và sẽ công lại ở cái vùng 18 lần thứ hai. Và thủng cái vùng 18 thì chúng ta sẽ có cái target nó đẹp hơn của DRC một tí, đó là khoảng vùng giá
20 đến vùng giá 21, và bản thân thì tính tạo lập của mã cổ phiếu này nó cũng rất là mạnh. Các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng mạnh ở chỗ tức là những cái nhịp hồi phục của nó gần như là nhịp hồi phục chữ V. Đó, các anh chị nhìn thấy nhá, V đứng luôn. Đó, những cái góc rất là đứng. Vậy thì trong cái nhịp này thì ông Lê cũng đang kỳ vọng rằng một cái nhịp hồi phục V đứng ở đây. Đó, khi mà các anh chị mà nghiên cứu nhiều các cái mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái đường đi nước bước của mã cổ phiếu đó. Ship thì cũng là một cái mã cổ phiếu hiện tại cũng khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thì hiện tại là ông Lê đang dò tìm cái vùng giá mục tiêu của ship ở khoảng vùng 70. Sang thứ hai đầu tuần thì có thể ship sẽ có những cái điểm mà test lại ở khoảng vùng 70 ở đây, thì chúng ta sẽ canh, chúng ta mua với một cái kỳ vọng của nhịp này ship sẽ đánh chạm vùng 100. Đó là kỳ vọng của ship. GVR là một cái mã cổ phiếu mà trong tuần vừa rồi đã có những nhịp tăng, và một số các nhà đầu tư trong team vùng lên đã bắt được ở đâu đó khoảng vùng 8 đến vùng 8.5, bởi vì là người ta bắt được bởi vì người ta rất yêu thích cổ phiếu này và gần như là người ta chỉ quan tâm đến mã cổ phiếu này thôi. Thì hiện tại là Hùng Lê đang có những cái cảnh báo ở khoảng vùng 11, thì chúng ta canh thì chúng ta ra hàng, coi như chúng ta hiện thực hóa tạm thời một cái lực đánh của mã cổ phiếu GVR ở đây. Và chúng ta sẽ phân tích thêm một cái nhóm ngành nữa là của Viettel. Mọi người cũng đang khá là quan tâm đến 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 Viettel, thì Viettel sẽ như thế nào? VGI. Bản thân VGI chúng ta nhìn ở một cái góc độ nó dài dài hơn một tí như thế này. Từ lúc lên sàn ở khoảng vùng giá 12 và có một nhịp kéo lên đây và chỉnh giảm lại và bắt đầu rơi kéo từ vùng 12 lên đến tận vùng 38, và sau đó thì VGI cũng đã có một cái nhịp chỉnh giảm tương đối là dài ở đây. Thì xét trên những cái yếu tố tổng quan về về phân tích kỹ thuật thì cái vùng 19 đến vùng 20 là cái vùng hỗ trợ mạnh trong một cái quá trình rơi của cổ phiếu, hỗ trợ mạnh của trong quá trình rơi của cổ phiếu. Thì chính vì vậy nên là về đây thì cổ phiếu thường sẽ cầm đà rơi và đang có những cái lực hồi phục. Thì những cái lực hồi phục này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là hồi phục, Hùng Lê kỳ vọng hồi phục về vùng 24. Tuy nhiên trên cái đường đi này thì Hùng Lê lại đang đang phải dừng chân một tí ở cái điểm này, điểm kỹ thuật ở đây. Vùng 21 đến vùng 21.5. Khả năng là cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp test chỉnh về quanh cái vùng này trước, rồi bắt đầu cổ phiếu mới chạy lên được đến vùng 24. Và bản thân thì VGI thì trong cái giai đoạn này thì Hùng Lê cũng không thực sự là kết. Đoạn này thì Hùng Lê chỉ tập trung đánh trụ và đánh dòng dầu khí thôi. Thêm một số mã cổ phiếu ngân hàng. Còn VGI thì các anh chị có thể quan tâm lại ở vùng 21 đến vùng 21.5. CTR. CTR thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, một cái nhịp hồi phục đây rồi và bây giờ CTR sẽ có những cái nhịp test lại ở khoảng vùng 32. 32 ở đây, 32. 32 trước khi mà cổ phiếu này tăng trở lại tiếp thì sẽ có những cái nhịp test cung lại đó, và dự kiến thì nhịp này có thể sẽ đi lại được về vùng 40. 40 từ vùng 32 đi về vùng 40, tức là tăng được khoảng đâu đó 8.000 trên một cổ phiếu. Đi về vùng 40, 40, 41 ở đây thôi, chứ cũng không đi xa hơn được. Còn ngành nào nữa không nhỉ? Còn đầu cơ. Đúng rồi, đầu cơ. Đầu cơ DLG, chúng ta chỉ phân tích một số mã cổ phiếu đầu cơ thôi. Bản thân DLG thì Hùng Lê sẽ mở trên biểu đồ nến tuần này để chúng ta cùng nói đến cái câu chuyện của DLG. Thì bản thân là DLG sau một cái quá trình chỉnh giảm rất là dài, các anh chị có thể nhìn thấy đây, tức là nó đi rất là dài dài dằng dẵng và nó đi về ở đây là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Cái vùng hỗ trợ của phía ở đây, tức là đang đi ngang rất siết chặt ở cái vùng này. Đây là trên biểu đồ nến tuần, và chúng ta thấy rằng cái vùng đi ngang siết chặt này, đó, cái vùng đi ngang siết chặt này chính là ở cái vùng khoảng vùng 1.45. 1.4 đến khoảng vùng 1.45, tức là cái vùng đi ngang siết chặt này. Và sau một cái vùng đi ngang siết chặt này thì đang có những cái dấu hiệu mà cổ phiếu này đánh break lên. Đánh break lên.
và đánh lên thì rất nhiều những nhà đầu tư cá nhân là nhao vào đây thì tạo lập nó đang rũ hết sạch. Theo Hùng Lê là như vậy, cái cách mà Hùng Lê đọc tình huống nó cũng khá là chuẩn. Thì với DLG thì Hùng Lê vẫn khuyến nghị là chúng ta mua ở vùng 1.4, ở chúng ta cứ mua đi, ta cứ mua ở vùng 1.4, yên tâm ở vùng 1.4 đến vùng 1.445 đó, cái vùng hỗ trợ của DLG dài đấy, 1.45. Và cái vùng này thì Hùng Lê kỳ vọng là tất cả những yếu tố tạo lập nó sẽ đến từ đây, và khi mà dòng tiền tạo lập và những yếu tố tạo lập đã coi như xong hết rồi thì lúc đó cổ phiếu nó sẽ chạy rất là thoát, và lúc đó thì gần như không còn cái nhỏ lẻ nào ở trên thuyền nữa và họ sẽ kéo rất là nhẹ nhàng luôn. HHS thì cơ bản hỗ trợ vùng 3.3 thôi, không có gì thay đổi cả đó. HHS ở vùng 3.3 này đánh hồi về đây, vùng 3.55, 3.55 rồi thì lại chỉnh về vùng 3.22. Không gãy 3.22 thì lại bắt đầu đánh tiếp lên vùng 4.0 đó. Các anh chị nhìn thấy những cái phân tích của Hùng Lên nó chỉ ngắn gọn thế thôi, nó cũng không có gì cao sang đâu thôi đó. Thì các anh chị cứ theo những cái vùng hỗ trợ này để chúng ta mua thôi, nó chạm kháng cự chúng ta bán, chạm hỗ trợ chúng ta mua. HQC ở vùng 1 hỗ trợ 0.95 HQC hỗ trợ ở vùng 0.95 đây, cứ gặp hỗ trợ 0.95 thì mua. Ở nhịp này thì HQC đánh từ 0.95 mà lên đến đây, lên đến đây rồi thì sẽ trả cung lại, và trả cung lại vùng 1, hình như là vùng ở đây 1 chấm bao nhiêu này, 1.0001.04. Sẽ sao lại thế này nhỉ, đâu đó khoảng 1.04 các anh chị nhé, chứ không không nhập chính xác nữa. 1.04 không gãy thì chúng ta lại có target tiếp theo của HQC ở đây, khoảng vùng 1.2. Như vậy là đánh từ vùng 1.04 đến 1.2, 1.2 trừ 1.04 bằng 0.16 trên cho 1.04 cũng được khoảng 15% đầu cơ. Sẽ nói đến 2 và AMD. Bản thân hai thì trong nhịp này thì Hùng có những cái dự báo đánh từ vùng 2.5 và mắc chạm vùng 3.3, tuy nhiên là không 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 kịp đến 3.3 thì đã chỉnh giảm lại về vùng 2.5 rồi. Thì về cơ bản trong giai đoạn hiện tại, là hai lại đang đang có vấn đề. Đang có vấn đề về mặt thanh khoản, tức là khi mà cổ phiếu đánh lên thì nó phải cạn vốn cơ, nó phải cạn kiệt cơ, và hiện tại thì đang đang vốn đang như này thì nó cũng sẽ chưa đánh được ngay đâu. Hai chưa đạt. AMD thì cũng canh chốt thôi. AMD thì bây giờ là hàng cũng ra phập phà phập phù này. Với lại cái thương vụ của anh Quyết ở trong cái thời điểm hiện tại thì nghe có vẻ cũng khá là nhì nhàng. Hùng Lê cũng không có cập nhật được cơ bản, nhưng mà Hùng Lê thì không có để ý lắm nhiều đến cái những cái thông tin đó. Và Hùng Lê chủ yếu là xem những cái tín hiệu về kỹ thuật, và những cái dòng cổ phiếu của anh Quyết thì chúng ta không cần phải xem cơ bản, bởi vì nó không có cái gì để chúng ta xem cơ bản cả. AMD thì cũng chưa đạt, bây giờ khả năng là bị chốt rồi. Ngày hôm nay ra 13 triệu này là bị chốt rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cổ phiếu DRH, DRH đó, DRH thì cái nhịp chúng ta phân tích ở đây vùng 3 sẽ đánh chạm vùng 4. Đấy, các anh chị là cũng 33% rồi đấy anh chị ạ. Nó chạy một tí thế này thôi nhưng 33% rồi. Về vùng 4 thì chỉnh một nhát về khoảng vùng 3.5, và mục tiêu thế này thì nó hơi dài, nhưng mà đánh ta cứ phân tích từ từ thôi. Trong nhịp này sẽ đánh đánh lên khoảng vùng 4.6, ở một cái nhịp bên này Hùng Lê phân tích đâu đó khoảng vùng 4.5 các anh chị nhỉ. Các anh chị có thể xem lại những bản tin cũ, hình như là từ vùng 4.5 Hùng Lê phân tích lên đến 7. Nhịp này là phân tích trọn vẹn luôn, nhiều nhà đầu tư là chốt trọn vẹn ở vùng 7 luôn, 6.5 đến vùng 7, nói chung là về đến vùng này là chốt trọn vẹn luôn. Và sau đó thì như nào các anh chị, có thể nhìn thấy đây. Sau đó thì như nào thì các anh chị tự tự xem. Bản thân mấy ngày hôm nay thì một số các anh chị có hỏi Hùng cái mã cổ phiếu MST là vì sao là vol nó lại khủng hoảng như này, có phải bị bán giải chấp hay không. Thì nói đến MST thì bây giờ chúng ta cũng thử vui văn hóa văn nghệ các anh chị nhé. Cổ phiếu trà đá 2.5 MST
MST là bây giờ bắt đầu có cầu rồi, thì cái cầu này thì cũng không hiểu là cầu từ bán giải chấp hay bán như thế nào. Nhưng mà thôi chúng ta cứ đua theo lái một tí, vùng 2.5 đến vùng 2.7 chúng ta giải ngân, gọi là đủ để uống cà phê trà đá, và Hồng Lê cũng có thể kỳ vọng hồi phục này, nhịp này đánh về 4. Đó, MST nhịp này sẽ đánh về 4 từ cái vùng này, từ cái vùng 2.5, 2.7 đánh về 4. Ok, như vậy là Hùng Lê vừa cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta đã đi phân tích cơ bản khá là tổng quan về các cái nhóm ngành, và bây giờ chúng ta sẽ nói đến xu hướng thị trường trong tuần vừa qua. Thì bản thân trong trong buổi tối ngày hôm qua, thì Hùng Lê đã có một cái một 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 cái hướng một cái hướng phân tích rất là mới, một cái hướng phân tích rất là mới, bởi vì Hùng Lê quan sát cái thị trường của chúng ta trong 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 tuần vừa qua, và đặc biệt là trong cái phiên ngày thứ năm, thì ông Lê nhận thấy rằng là các cái trụ nó không đồng loạt chỉnh, và cái dòng tiền thì đang thay phiên nhau, tức là nó luân chuyển nhau giữa các cái trụ và giữa các nhóm ngành, và chưa 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 và chính vì những yếu tố, và Hùng nhìn thấy những cái yếu tố khớp lệnh ở trong phiên, và Hùng nhận thấy rằng là tạo lập thì chưa muốn đạp gãy thị trường ở vùng 750 điểm. Và chính vì vậy nên tối ngày hôm qua thì Hùng Lê đã có một cái kịch bản mới của VN Index, đó là VN Index có thể kéo lên đến 780 điểm thì thị trường mới phân phối. Như vậy là nó còn kéo một cái nhịp nữa. Chính vì vậy kéo một cái nhịp nữa nên là Hùng Lê đã có những cái phân tích chủ động để cho các anh chị của chúng ta có thể mở những cái điểm mua. Ví dụ như Vietcombank ở vùng 70, ví dụ như BID, rồi ví dụ như Mansan, ngày hôm nay là chính thức là mua Mansan ở mua mua đuổi Mansan. Đó. Và cái nhịp mà kéo lên 750 thì nó sẽ song trùng một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ như VRE sẽ kéo lên vùng 25 cộng, Vinhome 80, BVH 55, Mansan 65, PNG và một số các cái mã cổ phiếu trong một cái tọa độ dự dự kiến chỉnh. Và một cái khuyến nghị rất là thận trọng đó là gì? Trong cái giai đoạn này thì cánh cửa mà để chúng ta tìm kiếm lợi nhuận đang đóng lại dần, và những cái giao dịch này nó chỉ mang những cái giao dịch là đánh T cộng lướt lát một tí, gọi là trong cái vùng kéo từ vùng 750 điểm 780 điểm, thì chúng ta lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà đang còn những cái target tăng, đúng không ạ? Ví dụ như Việt Vietcombank Hùng đây đang dự kiến ở khoảng vùng giá 75 chẳng hạn, như vậy bây giờ đang vùng 70, vậy thì chúng ta vẫn còn có những cái cổ phiếu còn cái dư địa tăng thì chúng ta sẽ mua thêm, chúng ta sẽ mua thêm. Và Hùng Lê cũng nói là khi mà thị trường của chúng ta trượt những cái điểm mua gom, những cái điểm mua gia tăng thị trọng và những cái điểm mua hết, thì Hùng Lê rất là hạn chế khuyến nghị chúng ta mua, bởi vì là cái cơ hội đầu tư chúng ta rất là nhiều, và chúng ta khi mà chúng ta bị trật điểm mua rồi thì chúng ta không nên vội vàng, bởi vì chúng ta vội vàng thì chúng ta sẽ làm khó chính mình. Thì đấy là những cái phân tích ở những cái định hướng mới nhất về thị trường chung, và đương nhiên thì trong tuần có nhiều nhiều lắm, nhiều nhiều rất nhiều những cái phân tích định lượng của Hùng Lê ở trên team, thì đấy là những cái tài khoản mà đang thuộc team của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ có được những cái hỗ trợ như vậy. Và về mặt thị trường về về mặt chỉ số VN Index thì Hùng Lê đã có cái phân tích định lượng trong buổi tối ngày hôm qua trên team Zalo, và ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ nói lại. Tức là cái yếu tố về thị trường hiện tại là Hùng Lê đang quan sát ở vùng 750 điểm, tức là chúng ta đã hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta trong tuần vừa rồi là VN Index đánh chạm vùng 750 điểm. Và khi đánh chạm vùng 750 điểm này thì Hùng Lê nhìn thấy rằng là tạo lập chưa muốn đạp ở chỗ này thì sẽ kéo lên một nhịp nữa. Cái nhịp kéo này lên để kích thích cái lòng tham của nhà đầu tư, kích thích những cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân chưa chịu vào. Đó, ở đoạn này là đang nghi ngờ đúng không ạ? Và đoạn này mới thấy là bắt đầu thị trường lên tốt rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa cái dòng tiền của chúng ta vào, thì tạo lập sẽ bắt đầu kéo lên và bắt đầu sẽ phân phối dần trước khi mà sẽ có một cái nhịp chỉnh mạnh. Thì bản thân trong phiên ngày hôm nay các anh chị, nếu như các anh chị không tinh ý ngày hôm nay nhé, chúng ta nhìn ở đây là 295 triệu, 295 triệu, ok, 295 triệu cổ phiếu được khớp lệnh 295, và chúng ta nhìn thấy một cái cây vôn bán rất là mạnh, thì về thuần về kỹ thuật thì ai cũng bảo ô thế chết rồi, phiên này là phiên phân phối rồi đúng không ạ, phiên này hàng ra rồi. Nhưng chúng ta ngoài những cái việc mà chúng ta phân tích kỹ thuật thì chúng ta cần phải tính toán được những cái yếu tố bất thường của thị trường, thì ngày hôm nay Hùng sẽ chỉ ra những yếu tố bất thường đó để chúng ta loại bỏ bớt đi những cái tín hiệu nhiễu của thị trường. Rốt khớp lệnh 82 triệu cộng với là AMD 2
và FLC thêm cái này khoảng 30 triệu nữa, tức là khoảng hơn 100 triệu cổ phiếu của họ nhà anh Quyết được khớp lệnh ở trên sàn. Thì đây là những cái yếu tố bất thường. Chính vì vậy nên là cái khối lượng mà để chúng ta đưa vào nó chỉ còn lại là 195 triệu cổ phiếu, 195 triệu cổ phiếu, tức là nó thấp hơn trung bình 21 phiên. Nó thấp hơn trung bình 21 phiên ở đây. Chính vì vậy nên là những cái yếu tố tạo lập ở đây thì chúng ta đang có những cái tính toán về việc là VN Index của chúng ta rất có thể là sẽ không bị gãy vùng 750 điểm. Và Hồng Lê cần thêm tín hiệu của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới để Hồng Lê có thêm những cái định lượng ở trên team Zalo. Còn các anh chị mà cần thì có thể liên hệ trực tiếp với Hồng Lê để Hồng Lê sẽ có thêm những cái định lượng đó. Và đến cái vùng gọi là đến đến cái vùng 750 điểm mà chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái tín hiệu cung cầu ở trong thị trường rất là quan trọng các anh chị nhé. Các anh chị có hỏi Hùng Lê là làm thế nào để Hùng Lê có thể phân tích định lượng được như vậy, cái công cụ nào, thì Hùng Lê xin thưa rằng là không có một cái công cụ nào cả, chỉ có một công cụ duy nhất, đó là chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan về thị trường, chúng ta quan sát những cái tín hiệu khớp lệnh mua bán của các mã cổ phiếu trong thị trường, rồi chúng ta đoán được những cái ý đồ tạo lập của thị trường thì chúng ta mới đưa ra được những cái định lượng đó. Còn phân tích kỹ thuật thì các anh chị có thể gõ ở trên mạng nó rất là nhiều và các anh chị có thể học, và khẳng định là không có một cái công cụ nào để giúp cho chúng ta có được những cái định lượng đó ạ. Thì bản thân là vùng 750 điểm này rất là quan trọng và Hùng sẽ quan sát phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, và đến thời điểm hiện tại thì cái kịch bản Hùng Lê đang dự báo là VN-Index sẽ cố kéo thêm một nhịp nữa từ vùng 750 điểm lên vùng 780 điểm, và cái cơ hội để chúng ta kiếm tiền đang dần khép lại. Các anh chị lưu ý là như vậy. Bản thân là tuần bản trong cái bản tin phân tích tuần ở đây là Hùng Lê đã bắt đầu khuyến nghị chúng ta canh chốt vị thế rồi, tức là Hùng Lê đã tìm thấy được những cái điểm mà chúng ta chốt rất là đẹp rồi. Thì cái tuần mới, cái tuần sắp tới này thì chỉ là những sau khi chúng ta chốt được xong những mã cổ phiếu chủ lực, những cái điểm đánh mạnh rồi thì chúng ta chỉ lướt lát đó, chúng ta chỉ bình thường, và chúng ta full tài khoản, full margin thì bây giờ chúng ta chỉ dành khoảng tầm độ 20 đến 30% tài khoản để chúng ta giao dịch là mua bán cổ phiếu khi thị trường khi VN Index của chúng ta đạt được từ vùng 750 điểm lên đến vùng 780 điểm. Đó là những cái cảnh báo sớm của ông Lê và những cái khuyến nghị của ông Lê. Đối với chỉ số VN30 F1M, tức là chỉ số phái sinh, thì khả năng là sang tuần mới thì sẽ có những cái điểm test nhẹ lại quanh vùng 660 điểm. Sẽ có những cái điểm test nhẹ lại quanh vùng 660 điểm, và cái lực cầu nó sẽ bắt đầu bắt trở lại, nó sẽ song trùng với cái việc mà VN Index sẽ kéo một nhịp nữa, thì khả năng cao là cầu long sẽ bắt lại ở đâu đó khoảng vùng 710 đến 715 điểm, sẽ là những cái con số mà chúng ta sẽ dự báo sớm về 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 hợp đồng tương lai, đúng không? Về hợp đồng chỉ số phái sinh. Còn đối với chỉ số VN30 thì khi mà Hùng Lê phân tích tuần trước thì Hùng Lê đã dự báo rằng là chỉ số này sẽ bị đạp về 600. Đạp về 600 rồi thì Hùng Lê tiếp tục có những cái phân tích định lượng về chỉ số này sẽ đánh về vùng 680 điểm, và trên thực tế các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong tuần vừa rồi thì chỉ số này đã chạm vùng 680 điểm, đóng cửa ở vùng 695 điểm, tức là cao hơn cái dự báo của Hùng Lê khoảng 10 điểm. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của chỉ số VN30 thì có thể sang tuần tới thì chỉ số này sẽ test lại nhẹ ở khoảng vùng 680 điểm, và từ 680 điểm này sẽ kéo thêm một nhịp nữa đâu đó khoảng chạm khoảng vùng 730 điểm. Nó song trùng với việc VN Index kéo về vùng 780 điểm, và nó song trùng với việc là hợp đồng phái sinh VN30 F1M kéo về khoảng vùng 710 đến 715 điểm. Thì đấy là những cái dự báo sớm của Hùng Lê về mặt thị trường chung. Còn tất cả các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích ở đây đều đã có những cái target thiết kế, đều đã có những cái target thiết kế cho các anh chị để các anh chị chủ động, luôn luôn chủ động trong giao dịch, khi cổ phiếu xuống thì xuống đến đâu và khi cổ phiếu lên thì lên đến đâu. Và Hùng Lê cũng rất mong là cộng đồng nhà đầu tư, ngoài cái việc là luôn luôn ủng hộ Hùng Lê rồi, thì những cái bản tin hàng tuần các anh chị có những cái trang về Facebook, đúng không ạ, Facebook cá nhân, hoặc là có bất kể một cái gì đó, các anh chị có thể lan tỏa được những cái giá trị của Hùng Lê đến với cộng đồng nhà đầu tư, để làm sao để thêm nhiều những anh chị đang đầu tư đó, đang ở đâu đó ở trên thị trường và đang ở đâu đó mà chưa nắm được những cái quy luật vận động của thị trường, chưa nắm được cái quy luật vận động của cổ phiếu, thì sẽ được tiếp cận những cái góc nhìn mang đậm
tính chất cá nhân của Hùng Lê. Góc nhìn đó có những cái đúng, có những cái sai. Và Hùng Lê có thể khẳng định rằng là cái đúng nhiều hơn cái sai, cái tốt là nhiều hơn cái xấu. Chính vì vậy nên là nhìn cái biểu đồ like ở đây thì cái tỷ lệ mà like đó, đây hình như người ta còn thống kê đây. Đó, cái tỷ lệ like đây, tỷ lệ like trên tỷ lệ dislike là 343/5. Điều này thì cũng chắc chắn rằng là nó sẽ tốt hơn. Đó, thì những cái chia sẻ của Hùng Lê thì nó rất là chân thành, nó mang những cái gì nó rất là thực tế ở trên thị trường, thì cũng rất mong nhận được những cái đóng góp của cộng đồng nhà đầu tư để chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Và Hùng Lê cũng trân trọng kính mời những anh chị em có những cái góc nhìn, có những cái quan điểm với Hùng Lê thì về để cùng tham gia với team của Hùng Lê. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cộng đồng nhà đầu tư, tất cả những anh chị em của team chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng trong những bản tin tiếp theo.